Hello các chị yêu của em, các chị ơi vào lại like giúp em nha, các chị yêu của em nha. Vào lại like giúp bé ăn đi các chị ơi. Thật sự luôn, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng vậy hết á. Em cũng chả biết cái Facebook lúc nào người nào vào like. Đang tư vấn cho khách luôn, đang tư vấn cho khách, đang nói chuyện ngon ơi vậy đó, mà mạng nó cứ bị ao ra hoài suốt ngày luôn mấy chị. Nên là tương tác dạo này kém cực kỳ, bình thường cũng 100-200 người coi mà bây giờ nó tụt hẳn luôn đó mấy chị ơi. Ai đang coi like vào like chia sẻ cho em thật là mạnh tay nha các chị yêu của em nhá, để em lên hàng phục vụ cho tất cả các chị yêu nhà em. Ai đang coi like chấm bài chia sẻ mạnh tay. Hồi nãy là đang tư vấn ốc anh Vũ thì bây giờ là thôi bây giờ đi sẽ lên cho các chị yêu của em một ít phong thủy vòng tay này nọ, sale với giá cực kỳ sốc. Sau em ăn sẽ lên cho tất cả chị nước trái cây này nọ, nói chung là có chè dưỡng nhang cũng mới về còn ít luôn. Chị yêu nào thích thì các chị có thể đặt tại livestream giúp em, chứ đang live ốc mà mạng cứ ao ra chập chờn kiểu này thì chán quá các chị ơi. Đó, ai đang coi live chấm bài giúp em, có nhiều mặt ốc siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn đó mấy chị. Chị nào mới vào live thì các chị chia sẻ live giúp bé ăn nha, trời ơi đẹp quá luôn. Ai đang coi live chấm bài mấy người đẹp của em ơi, đúng là tụt mút ạ. Đúng chất là tụt mút luôn đó mấy chị. Chị Quyên Hoàng M2 bao nhiêu em? Chị Quyên Hoàng M2 M2 hôm nay bé ăn bánh tặng chị Quyên Hoàng luôn. Hôm nay chị Quyên Hoàng lấy bé ăn bánh tặng chị Quyên Hoàng. Trời ơi tụt view đúng rồi. M2 ai lấy cờ mân hôm nay bé ăn bánh tặng 1.900.000 đồng. Tặng luôn dây chuyền chơi lớn. Để hôm nay lấy lọc lá em tự làm cái phước báu cho em. Thiệt sự luôn, hôm nay em sẽ lấy lọc cho các chị yêu của em, ok không? M2 siêu đẹp luôn. M2 này đáng ra sale 2.500.000 đồng, mà em sale rẻ nhất là 2.5 triệu. À 3 triệu đồng, sale rẻ nhất là 2.9 triệu, sale rẻ nhất là 2.5 triệu. Em sale rẻ nhất cuộc đời em cũng là 2 triệu đồng. Nhưng mà hồi nãy chị Hoàng Ngọc gì đấy kêu là sale rẻ hơn nữa đi. Thì bây giờ em làm cắt lớn, chơi lớn mấy chị. Em ăn bán tặng các chị mặt ốc này 1.900.000 đồng, tặng luôn dây chuyền chơi lớn. Ok, ai lấy M2 cờ mân, ok chốt cho chị Quyên Hoàng một cái mã M2 tại livestream luôn, một mặt ốc ăn Vũ ạ. Trời ơi M2 siêu đẹp, cho Quyên Hoàng coi lại này. Chụp lại màn hình, cái gì cũng vậy, mình mua bằng tiền mình bỏ ra, chụp lại màn hình coi nó có đưa cho mình hàng giả không, trời ơi, hay là nó đưa cho mình cái mặt khác không nha mấy chị, cho nó yên tâm. Hello Linh Cao của em à, hello mấy chị gái, hôm nay có ai mong muốn sẽ sell collagen và men vi sinh với giá sốc chưa bao giờ có không? Ai muốn sell men vi sinh đào thải độc tố collagen comment mạnh tay, hôm nay làm chương trình lớn nhưng nhớ giúp em, qua tháng sau không làm giảm nữa đâu. Em đang khô máu với mấy chị rồi đây này. Đây, ok, chốt cho Quyên Hoàn nha. Đây, Quyên Hoàn coi lại, Quyên Hoàn chụp màn hình lại cho em luôn. Trời ơi, đẹp ghê chưa? Xuất sắc ghê. Đây các chị ơi, đẹp lắm, có duyên thì mình thỉnh nhá. Ai có duyên thì mình thỉnh nhá. Các chị ơi, nhìn rõ cho em từng chi tiết, từng đường viền, từng đường ấy luôn. Rồi, ok, chị Quyên Hoàn nha. Đó, em là em like. Em là em like mặn tay, em like bảo ơi là bảo luôn. Nên là các chị yêu của em nói trước collagen là chị Hoàng Ngọc sell collagen đi em. Collagen uống cực kỳ, thật sự là rất là tốt. Nhưng mà collagen nói trước, tháng sau em ăn sẽ không làm chương trình giảm nữa. Collagen hiện tại không còn hàng để bán, không có hàng để bán luôn mấy chị ơi. Ok, chất Quyên Hoàng ạ. Có cái dây chuyền kiếm trong cái bao ở trên này. Kiếm cái bao bạc ý á, đúng cái bao bạc ý nha. Đưa xuống đây em ăn sale cho các chị. Hello, chào Quỳnh Trang xinh đẹp của bé Anh ạ. Có cái bao dây chuyền bạc ý đó để kiếm. Có bao dây chuyền không? Đây, em là em tặng quà, là em tặng quà chất lượng chứ em không có bán hàng vớ va vớ vẩn đâu mấy chị ơi. Nên mấy chị nào coi like nhà em là biết nha, mấy chị gái của yêu của em nhá. Đây ạ. Rồi đợi xíu bé Anh lên tới collagen đây, đợi bé Anh chút. Hôm nay bé Anh làm một chương trình một bữa nhưng mà chưa bao giờ có đâu. Chưa bao giờ có đâu. Đây dây bạc ý luôn. Trời ơi dây này đẹp quá. Dây này đẹp quá. Đây nha chị yêu của em nhá. Được còn 2 sợi dây bạc ý. Trời ơi siêu đẹp luôn. Đây chị yêu Quyên Hoàn ạ. À. Đây em bỏ chị Quyên Hoàn cái dây này nhá. Đây ạ. À. Có làm sao nói như vậy. Đây. Bỏ vô cho chị Quyên Hoàn luôn. Bỏ vô bao ghi tên. Chị Hưu Nguyễn, chị là khách mới em ơi, có thể sell collagen được không?
Ok, hôm nay sẽ làm chương trình đọc giá sốc bất ngờ. Chị thấy đăng vòng đá mặt trăng đẹp quá em. Vòng đá mặt trăng hả? Vòng đá mặt trăng mới. Ok, chị yêu của em luôn. Ok, để em xem vòng đá mặt trăng. Hồi nãy mới làm được 2 chiếc vòng đá mặt trăng. Sao mà cái màn hình bị chói vậy ta? Đây, có phải... Đợi em xíu, ai trong livestream này cứ ở lại. Hôm nay mấy anh chơi sóc. Hồi chiều em có like đồ ăn. Mấy chị nào mà chưa coi được thì lát like lại một ít cho mấy chị yêu của em có thể đặt luôn. Đây, các chị hỏi có phải là những cái màu này không? Tại vì hôm nay em không biết là mấy khách nhà em đặt cái vòng đá này rất là nhiều. Đặt mấy cái vòng đá này rất là nhiều ạ. Vòng đá mặt trăng phối cha mặt đẹp lắm luôn, cực kỳ đẹp và cực kỳ sang. Đây các chị ơi, nhân viên em đang là nhân viên em không biết. Cái bạn đó mới vào, mấy bạn đó đăng, mấy bạn tưởng đây là đá thạch anh trắng. Thạch anh trắng nhưng vòng này là đá mặt trăng nha mấy chị nha. Đó, vòng này là đá mặt trăng, đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Đẹp lắm, sáng vô cùng luôn. Phải chị hỏi cái này không? Phải chị Liên Cao hỏi cái này không? Cái này là cái mát cham này, cái này là có cái mát cham ở trong này. Trời ơi đẹp lắm luôn. Siêu đẹp luôn, vòng này là vòng đá mặt trăng nha mấy chị gái yêu của em nhá. Vòng này là đá mặt trăng này. Đó, không biết là phải chị Liên Cao hỏi cái vòng này không. Em ăn sẽ sale với giá cực kỳ sốc, cực kỳ tốt cho mấy chị yêu của em luôn. Tại vì em nói thiệt là em là nhiều khi em không có kiểm soát được bạn đăng cái hình gì đâu. Tại vì nhiều vòng lắm. Cứ mỗi ngày là sẽ có người chụp hình và đăng lên ở trên mẫu cho mấy chị yêu của em lựa. Tại vì mấy khách nói em ơi em phải xuyên đăng hình lên. Nhiều chị không coi lại được là mấy chị là hay đặt ở trên Facebook lắm. Nhưng mà em nói chứ mấy chị ơi, ai mà coi livestream nhà em được là một cái may mắn. Tại vì sao ạ? Coi like được nhiều khi trên like giảm khùng giảm điên. Giảm chưa bao giờ mà nghĩ là mình sẽ giảm với cái giá đó luôn, thiệt sự luôn á. Nên là chị nào mà chiêu nào mà thích cái vòng nào cứ comment giúp em tại livestream đấy các chị ơi. Cứ vào Facebook là cứ bị giăng ra, bởi vậy livestream kiểu này không ai coi được cái gì hết luôn. Đó, em cứ vào là nó cứ bị ao ra suốt ngày. Bó tay chống cơm mấy chị ơi. Nên ai đang coi like yêu thương em, chia sẻ like mạnh nhiệt tình cho em luôn nha mấy chị. Rồi bây giờ này, bây giờ bé anh sẽ lên cái gì đây? Có ai yêu cầu nào không? Vòng đá không có cham đó em, đá mặt trăng đúng không? Đợi chút, anh đưa cho em Facebook qua, đưa điện thoại qua anh nha lên. Vòng đá mặt trăng. Đây ạ. Để em lướt qua trang Kinh Ly em xem. Cho em 1 phút 30 giây. Ủa trên máy anh không có Kinh Ly hả? Xịt Kinh Ly Hương Lê đúng không? Đây cho em 1 phút 30 giây. Em anh lên mẫu đưa cái thùng cham đá VIP cho em. Em sẽ mở ra kiếm cái đá mặt trăng á. Em sẽ cho các chị hả? Nói lấy cái đá mặt trăng mà. Đây các chị yêu của em, em sẽ cho các chị yêu của em coi cái này. Trời ơi đỉnh ơi là đỉnh luôn. Nhiều mẫu lắm. Đợi em xíu để coi phải theo ý của chị không. Đây phải đá mặt trăng này không? Đó Liên Cao mà đúng thì ok một chút. Đây bé anh quay qua cho xem này. Đá mặt trăng đây này. Phải chị Liên Cao hỏi cái đá này không? Trời ơi siêu đẹp. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Tất cả là hình đá vòng nhà em. Và tất cả 100% là bên nhà em chụp nhá. Và có ghi hết ký hiệu của nhà em Kinh Ly Hưng Lê ở đây luôn. Nên là sẽ không có ai lấy hàng bên em để đăng hình lên. Tất cả là 100% là hình gốc ở nhà em chụp, tự chụp và tự đăng lên luôn 100% ạ. Đây là tất cả những cái hình này. Có phải chị yêu hỏi cái này không? Có. Đá phòng đá không có cham có, cái gì cũng có hết. Mà quan trọng là bác Hồ có cho phép hay không. Với lại quan trọng là mấy chị muốn mua tầm bao nhiêu tiền thì vì có những cái vòng hạt trong và ánh xanh nó nhiều nên nó rất là đắt đỏ. Một chiếc vòng có thể lên đến 8 đến 9 triệu có luôn. Bên em có đủ thứ trầm hương, ruby, cái gì cũng có. Đó, ruby là chưa có like đâu ạ. Ruby em đợi một hôm nào đó em anh sẽ like lên ruby cho các chị. Ruby em anh chỉ có đúng mỗi cái ruby hồng tím thôi, siêu đẹp luôn. Đây. Nhất định là chị nào mà mệnh mộc, mệnh hỏa và mệnh thổ nhất định phải tặng ngay một con ruby đó. Đẹp lắm luôn. Đây, đá mặt trăng. Muốn tầm bao nhiêu tiền? Comment đi, bé anh bán tặng. Trời ơi, chiếc này đẹp này. Em cầm lên chiếc này em thấy trong này, hạt trong veo veo, trong vun vút luôn. Chị Liên Cao ạ. Trời ơi, chiếc này đẹp lắm chị ơi. Chiếc này 4.040.000 đồng. Có ai muốn sale không? Hôm nay có ai muốn sale đá mặt trăng không? Tốt cực kỳ luôn đó mấy chị. Đây em cho các chị xem, đá mặt trăng. Trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi.
Vòng đá đây ạ, đẹp lắm luôn, siêu sáng luôn này. Cái đá mặt trăng nó sẽ có cái ánh xanh này các chị ơi. 100% là tinh thể đá ánh trăng, đá mặt trăng đây. Chiếc này bé anh bán tặng này, ai có nhu cầu các chị đặt nhanh giúp em. Hôm nay bé anh giảm sốc các chị bữa nhá. Đẹp lắm luôn, để ống heo mua thấy thích. Để ống heo mua thấy thích. Trời ơi em nói thiệt, lâu lâu các chị ơi. Lâu lâu rằm là em vui vui tính, em là sẽ sell với giá sốc. Nên mà nếu mà để ống heo mà nó hết rầm, hết hứng là không có giá giảm nhiều. Hôm nay, đó, hôm nay bé anh giảm sốc này. Ai thích chiếc vòng đá mặt trăng này không, comment nhanh tay, hôm nay bé anh bán tặng. Cứ nói cho em chủ sale đá mặt trăng đi, comment tại livestream hôm nay em sale tới cho mấy chị của em luôn. Đá mặt trăng, cái tính của nó rất là mát ở bên Hindu. Hindu bên Ấn Độ người ta rất là chuộng cái đá này. Và 100% cái đá này này, tinh thể đá và được nhập khẩu 100% ở bên Ấn Độ luôn. Đá này sẽ đem lại những điều may mắn và hạnh phúc cho đời người. Không những thế, đá mặt trăng bên cạnh nó nha các chị nha. Thứ nhất này, ai mà cơ địa nóng tính, tại vì tính đá có rất là mát. Đá thông thường, đá thiên nhiên đã mát rồi, nhưng đá mặt trăng nó còn mát hơn, tại vì nó có ánh xanh, nó có cái ánh lửa xanh. Nên chị nào mà hay nóng trong người, những chị nào mà hay quyết đoán nhanh vội, mình làm cái gì cũng bập chợp, nói chung làm cái gì cũng bập chợp, không suy nghĩ, không bình tĩnh, thì lấy ngay cho em một cái chiếc vòng đá mặt trăng. Ai mà suy nghĩ hay bập chợp vội vàng thì làm cho em hay đổ nước đổ tát, thì lấy cho em ngay cái vòng đá mặt trăng này. Đá mặt trăng sẽ điều chỉnh lại và làm cho mình có gọi là cái quyết định kiên định hơn. Và những chị nào mà hay lung lay ý chí có thể lấy cái chiếc này luôn. Và đặc biệt nữa, đá mặt trăng có tính mát, làm giảm hạ sốt cực kỳ hay. Em nói chứ nhiều người không tin, ôi sao đeo cái vòng này mà nói là đeo cái vòng thôi thì làm sao mà chữa bệnh. Nhưng thực sự nếu mà đúng là đá thiên nhiên và đeo theo phong thủy, nó sẽ tương sinh vào trong cơ thể mình. Đá mà nó tiếp xúc vào trên da của mình thì nó sẽ ảnh hưởng đến gia chủ và ảnh hưởng tới người đeo. Nên đó là lý do tại sao em nói đá nó tương sinh và nó sẽ ảnh hưởng đến mình cực kỳ tốt luôn. Và đá mặt trăng em nói thiệt rất là tốt dành cho chị nào là mệnh, thứ nhất là mệnh kim, thứ hai là mệnh thủy. Kim sinh thủy, đem lại tài lộc cho người đeo. Kim là đúng mệnh của đá mặt trăng, còn thủy là kim sinh thủy. Nếu chị nào mệnh thủy đang làm ăn thì các chị có thể thỉnh ngay một chiếc vòng đá mặt trăng cho em, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chiếc này em ăn bán các chị là 4.040.000. Ai muốn sale đá mặt trăng comment nhanh tay, hôm nay bé anh làm lọc các chị một bữa. Đây, đẹp lắm luôn ạ. À, chị Yên Tố em ơi, lên collagen không, chị đợi em. Ok, lát bé anh sẽ lên collagen ngay. Mấy khách nhà em không ai lúc nào người nào cũng rất thích sử dụng collagen nhà em. Nhưng mà nói trước, collagen nhà em là cháy, thực sự cháy luôn. Cái gì chứ collagen là siêu cháy, ít khi có hàng về lắm, với lại là về là phải đặt số lượng. Mà mấy hôm nay bên Hàn Quốc đang chảnh, đang lên giá đây ạ, đang nhức đầu đau đầu với cái collagen này đây ạ. Nên là sẽ tính là qua tháng sau không làm chương trình giảm nữa. Đây các chị yêu của em ạ. À, đây đó, ai thích chiếc này không, chiếc này gọi là đá mặt trăng, chiếc này là 4.040.000 đồng. Đó, chị yêu nào nếu thích chiếc này thì có thể comment bé anh giảm sốc. Giảm sốc ơi là sốc luôn, tại vì nếu mà ai ghi chữ sale thì bé anh sẽ sale, còn không ai ghi thì bé anh đi xuống mẫu, bé anh lên mẫu khác. Ok chưa, ai thích sale thì comment chữ sale, không thích thì bé anh xuống mẫu, bé anh lên mẫu khác. Ok chưa mấy chị gái? Ai hỏi collagen sale nữa, comment nhanh tay giúp em. Hôm nay bé anh lấy lọc các chị bữa luôn. Sale giảm sốc cho mấy chị yêu của em. Mình đã có đá này rồi thì các chị có thể thỉnh ngay cái loại đá khác nữa nha các chị yêu của em nhá. Có ốc anh Vũ không shop? Dạ có nha chị yêu, đức nhẫn nha. Ốc anh Vũ bé anh có. Loại đeo dây chuyền hay là loại hay là chị yêu đức nhẫn hỏi bé anh là ốc anh Vũ là đeo dây chuyền hay là hỏi loại bỏ túi hay là như thế nào thì nhớ comment giúp em luôn. Cái gì em cũng có bán hết, nãy giờ em đang bán ốc anh Vũ Hà Rằm đây chị yêu của em ơi. Hôm nay là ngày rằm nên là thỉnh ngay cho mình một chiếc ốc anh Vũ nha. Đây là cặp ốc bỏ túi, hoặc là các chị có thể thỉnh là mặc đeo dây chuyền luôn, cái gì em cũng có. Chị đức nhẫn phải hỏi rõ bé anh mới biết lên hàng ạ. Ok chị Hoàng Ngọc, sale collagen đi em, hỏng nè em. Ok, giá collagen gọi là giá sốc ơi là sốc và giá lốc ơi là lốc luôn nha mấy chị yêu của em nhá. Ai đang coi like chấm bài giúp em. Khách hỏi, khách tới à, anh hỏi ai? Đây các chị yêu của em ạ. Chết rồi. Đợi em một xíu. Đợi em chút nha chị. Em không biết. Để đổ ghe sốt để đâu ta? Kiểm tra trong thùng nào. Ok chị yêu Hiệp Phan ạ.
Ok chị yêu hiệp pha của em ạ. Anh kiểm tra trong thùng coi đôi B1 là phải tên, đọc tên khách hoặc là ở ngoài đây nè, coi coi B1 cái nào đồ ghé shop phải kêu để riêng qua một bên. Nếu mà kiếm không có thì nói chị là ngày mai ghé hay sao đi. Rồi các chị ơi, loại ốc đeo nhẫn ạ, không có đâu chị yêu của em ơi. Loại ốc đeo nhẫn hết hàng từ đời nào rồi. Hết hàng từ đời nào rồi ạ. Bây giờ bé anh sẽ lên cho các chị cái collagen này, giảm sóc cái collagen, giảm thêm bữa nữa thôi nha. Không giảm được đâu nha các chị ơi, chết em luôn á. Bây giờ em anh sẽ lên cho các chị cái collagen này. Trời ơi uống cực kỳ tốt luôn. Một hộp như này là giá 1.200.000 đồng. Giá bên Hàn Quốc cái collagen này uống cực kỳ tốt. Thứ nhất nó có vitamin C, nó là collagen peptide. Tinh thử và bột phân tử của nó nhỏ, nó đi vào trong cơ thể thẩm thấu qua đường máu và đường tế bào. Nếu chị yêu nào mà da nám tàn nhang nhiều, cần cải thiện về da thì các chị lấy cho em cái collagen này. Collagen này vitamin C, các chị pha với ít nước hoặc là các chị có thể uống trực tiếp cho em luôn. Một hộp này là 1.200.000 đồng. Chị yêu nào muốn giảm hôm nay ok, giảm luôn. 1.200.000 đồng. Hôm nay chị yêu nào lại đừng có ghi. Có hai loại ạ. Của Hàn Quốc là 150.000 đồng. Còn của Nga là đang sale là còn 50.000 ở đó, ở trên live á chị. 50. Có nhiều mùi luôn. Chị vào xem ạ. Đây. Trời ơi các chị ơi, thông cảm giúp em nha. Hôm nay nhân viên em xin về off. Off bỏ túi sale mạnh đi em ơi, ok. Hôm nay nhân viên em xin off để đi chơi trung thu. Nên là bé anh là phải tự biên, tự diễn, tự livestream, tự bán hàng ở shop luôn. Nên là nó hơi bận chút. Được chị. Cái chai đó là cái chai test hay sao á? Anh có chủ test á. Nhưng mà nếu mà chị muốn ok á, chị dùng của Hàn Quốc á, cái loại mỡ ngựa á. Cái đó không rít, nó thấm vào trong da luôn. Cái mỡ ngựa, cái tiếp màu nhỏ nhỏ hồng hồng á, kiểm tra ở trên xào thử. Cái đó chị xẻo á chị. Đợi bé anh chút nha mấy chị gái yêu của em nhá. Đợi em một xíu ạ. Đây nè. Cái này đợt trước sale để là 190 luôn. Có cái mưu lớn lúc này xài được như hết nó béo ơi. Dạ. Lớn thì em chỉ có của Nga thôi. Em sale là 50.000 á. Còn nhiêu đó là 2-3 cây là hết luôn á. Dạ đúng rồi. Bằng còn 3 tiếp cuối cùng là hết. Hết sạch luôn. Có ghi chữ test á. Chị test, chị xài thử đi, ok lắm. Xài êm cực kỳ. Ok, sale off bỏ túi luôn. Hôm nay chơi hết. Nay sắp off mạnh trung thu đi nè, ok luôn. Chị Liên Cao nói thiệt phong thủy nhà em, cái nào chị cũng muốn mua hết nhưng còn hơi ngắn tiền lắm. Chị Liên Cao hôm bữa ghé shop mua cái vòng hết bao nhiêu tiền nhỉ? À 3 triệu mấy đúng không chị? Anh đóng cái cửa shop một xíu đi. Anh nhích cái xe khác qua đây. Ok luôn. Hôm nay chơi cháy. Đã nói như vậy là phải chơi lớn. Ốc bỏ túi, đợi bé anh 2 phút bé anh sale tới. À, bình thường hộp này 1.200.000, khỏi nói vòng qua vấn đề, vô thẳng vấn đề luôn. Hôm nay ai lấy collagen vitamin C uống đẹp da, sale còn 600.000 đồng tại livestream. Ok chưa? Và em nói trước, chương trình 2 tặng 1. Hôm nay em anh sẽ làm một cái bữa cuối cùng tri ân cho mấy khách hàng nha em. Qua tháng sau không bán 2 tặng 1 nữa. Bây giờ là em nói trước, collagen không có hàng để bán và người ta đang chào, người ta đòi giá rất là cao. Em lấy một lần là phải 2.000 hộp về mà bây giờ nó đòi em là phải lên giá. Em đang khốn khổ không biết là bây giờ phải bán như thế nào cho mấy chị yêu của em đây. Ok chưa? Ai lấy comment nhanh tay tại livestream, sale rẻ nhất cuộc đời em có like cũng phải 900.000 đồng. Hôm nay em bán tặng 600.000 đồng một hộp collagen. Ai lấy 2 tặng 1 thành 3, chơi tới luôn. Duy nhất tại livestream ngày hôm nay cho em collagen và vitamin C. Uống không đẹp da, trả lại tiền. Không mờ nám tàn nhang, trả lại tiền. Nhiều người nói uống một hộp thôi là đã đẹp. Nhưng mà em nói thôi các chị ơi, đừng có tin. Collagen chứ đâu phải thuốc thần đâu mà uống một hộp thôi là đẹp. Em nói trước, ai mà cơ địa dễ hấp thu, người nào phải 1.5 hộp. Da em là phải 1.5 hộp thì những chị nào mà da khó nhất phải 2-3 hộp. Thường thường một liệu trình của nó từ 3-6 hộp.
Tại vì sao? Dòng này là collagen peptide, các chị có thể uống duy trì từ đây tới tới dài vẫn được luôn. Và mình uống đẹp da rồi mình ngừng, mình qua sản phẩm mới được luôn, thoải mái cho em, không bị vấn đề, không bị xỉn màu da xuống và không làm xấu da. Em bán tặng các chị 1,2 triệu, sale còn 600k. Nói trước collagen này qua tháng sau sẽ không còn chương trình giảm nữa. Hiện tại bên Hàn Quốc đòi giá rất là cao, nên bé ăn còn bao nhiêu bé ăn xả hết cho tất cả các chị luôn, ok chưa? Chị nào bữa giờ đang sử dụng của em tranh thủ đặt 1,2 triệu, sale còn 600.000 đồng. Ai lấy 2 collagen em tặng 1 là thành 3, chơi tới bến luôn, chốt lẻ các chị ơi. Nhanh tay các chị ơi, một hộp có 30 gói, uống được cho em là 1 tháng. Collagen này uống cực kỳ đỉnh luôn. Em chị Hà, em chị Hằng luôn đó chị. Nên là ai mà chưa uống thì uống thử cho em. Ok chị yêu ạ, xong bích lưu 2 collagen tặng 1 chất đơn ạ. Ai lấy nhanh tay các chị gái ơi. Hôm nay là em làm lớn luôn, làm chương trình sốc lắm luôn. Ok chị Huyên Phạm là 1 collagen chất đơn ạ. Chiêu nào mà bình thường đợt trước mà mua 900.000 đồng, đừng có chửi em nha. Đừng chửi em nha. Em nói trước đừng chửi, hôm nay là sale rẻ lắm luôn rồi á. Đầm đó, sale 299 đó. Còn đúng màu luôn đó chị. Đúng rồi, cái đầm đó lúc đầu là 1,000,000 á, rồi sale xuống á. Đó, nên chị yêu nào mà chưa mua được thì mua ngay giúp em. Trời ơi, bán tặng các chị luôn. Hôm nay là em xả lỗ vốn cho mấy chị yêu của em luôn. Nên chị yêu nào mà chưa mua được phải mua ngay giúp em ạ. Giặt ra đúng rồi, tại vì do chắc khách thử á. Ok chị Uyên Cao ạ, ok chị Uyên Cao. Một collagen chốt đơn, xài trải nghiệm bán luôn. Ai xài trải nghiệm bán luôn, còn ai mà đã xài rồi thì mua tranh thủ. Một hộp là 1,2 triệu, ai lấy sale còn 600 mua 2 tặng 1 duy nhất tại livestream này. Qua tháng sau không bán giá này nữa, nói trước luôn. Cái này là lâu lâu em mới sale, còn không sale thì khách vẫn mua với giá 1,2 triệu một hộp. Collagen này duy trì uống cho em, cái này của Hàn Quốc. Bán, gọi là bán mặt tại thị trường Hàn Quốc, tại các gọi là các siêu thị này, các trung tâm thương mại bán đầy đủ hết. Cái gì cũng có, các chị qua bên Hàn Quốc các chị hỏi cái dòng body set. Cái dòng này từ men vi sinh collagen cho thuốc bổ gan bổ thận, cái gì cũng có, thải độc gan cái gì cũng có. Em đem về cho tất cả các khách, hiện tại là 3 dòng sản phẩm. Cái này là bán tại năm 2003 bên Hàn Quốc rồi, nên bán rất là chạy. Cái này không phải là hàng độc quyền nhà em, mà cái này là em xách tay 100% từ Hàn Quốc về. Nhưng em dám khẳng định là em độc quyền tại đây. Tại vì sao? Người ta không có mua được với cái giá giảm đâu. Nhiều shop nào mà mới mở không có dám đặt một lần 2-3 nghìn hộp để có về giá giảm cho mấy chị đâu. Đặt một lần là phải mấy nghìn hộp, số lượng lớn người ta mới bán giá tri ân và giảm sốc. Nên chị yêu nào mà ai chưa mua, mua thử xài ngay. Em có bán đủ loại của Nhật, của Mỹ, cái gì cũng bán. Collagen loại nào cũng bán hết, nhưng mà khách em dừng chân ở cái loại này. Vì họ dùng cái này người ta có cải thiện. Đó, da em các chị nhìn này, độ căng, độ bóng này. Và đặc biệt nữa, hồi xưa thì không có đều màu và da nó bị dầu nữa. Uống cái này nó cân bằng lượng da trên da, nó giúp da đẹp da. Và đặc biệt nữa, ai có nám tàn nhang nó sẽ mờ dưới trên da. Một hộp như này hôm nay em sale còn 600. 1,2 triệu cho một hộp collagen và vitamin C peptide. Mua 2 tặng 1 là thành 3, chơi tới bến. Ai chưa xài xài ngay giúp em. Nhớ giúp em nha các chị nha. Xả tại livestream ngày hôm nay thôi ạ. Có lên ốc không shop? Có luôn. Bây giờ em lên ốc đây ạ. Ok chị Uyên Phạm ạ. Ok mấy chị gái nhà em, ai lấy thì cứ comment giúp em nha. Hạnh Nguyễn, ok chốt Hạnh Nguyễn, 2 collagen tặng 1 chốt đơn. Ai lấy thì comment nhanh tay giúp em. Ốc Anh Vũ hôm nay kêu lên giá sập sàn đúng không? Hôm nay muốn mua với giá sập sàn, sập sình đúng không? Ok luôn, hôm nay chơi cháy. Khách nào đặt hàng nhà em nhớ nha, phải lên giúp em số điện thoại để chốt đơn trực tiếp tại livestream. Ốc Anh Vũ hiện tại còn rất ít. Bình thường một cặp ốc như này là giá 900. Sale rẻ nhất cũng 560.000 đồng. Hôm nay bé anh bán tặng tại livestream. Hôm nay là ngày rằm phong thủy lớn, nên bây giờ bé anh sẽ sale shop cho mấy chị yêu đầu tiên mua được. Ai đặt ốc Anh Vũ tại livestream hôm nay bé anh bán tặng các chị 350.000 đồng một cặp ốc Anh Vũ, chơi tới luôn, chơi tới bến tại livestream ngày hôm nay luôn. 350k. Thôi chị lấy đi em bán tặng các chị là 250 luôn. Dạ, thôi bán tặng chị đi. Dạ, ok, em hiểu ý chị rồi. Nay sale sập sàn luôn đi men ăn, ok.
Hôm nay bé ăn sale dập sàng mà ai đang coi live chấm bài chia sẻ like giúp em. Hôm nay bé ăn đang tặng cặp ốc 350.000 đồng một cặp ốc chơi lỡ luôn. Giá gọi là giá sốc, bình thường sale rẻ nhất ai coi like cũng là 400.000 đồng một cặp. Có lúc là 560k. Ốc Anh Vũ hiện tại là không về. Ốc Anh Vũ là phải tầm cho em đến tháng 3 mới về tiếp theo một đợt. Tất cả là qua Tết thì mới về cho em một đợt. Một năm về ốc Anh Vũ chỉ đúng 2 lần duy nhất thôi. Nên chị yêu nào chưa mua thì đặt ngay. Ốc hôm nay bé ăn sale là 350.000 đồng. Em chốt cho 5 phút. 5 phút cho em ạ. 5 phút thôi, hôm nay bán tặng. Chị hôm nay rằm để mua ốc Anh Vũ không chị? Hôm nay sale 350.000 đồng luôn. Ủa chị chưa mua hả? Đeo lại tài lộc, cái này sên rồi á, thịnh rồi, nên là chị bỏ vào bóp tiền, nó đem lại tộc lộc lá. Cái này là nói thiệt, nói chân tình. 350.000 đồng, ok cho chị yêu của em ạ. À. Ok, Su Lê 2 cặp ốc Anh Vũ chốt đơn luôn. Chị yêu Thiên Thiên 1 cặp ốc Anh Vũ ạ. À. Chị yêu Hạnh Nguyễn 1 cặp ốc Anh Vũ dồn đơn luôn. Ai lấy cờ mân giúp em, bán tặng cho tất cả các chị yêu của em. 1 cặp ốc bé ăn bán các chị 350.000 đồng chơi trái. Chưa xài, chưa thẩn, đem về thẩn thử cho em. Em nói thiệt luôn các chị ơi, em là em cực kỳ tin vào ốc Anh Vũ, đem lại tài lộc và may mắn cho người đeo rất là nhiều. Bình thường á, bình thường một cặp ốc như này thẩn với cái giá là siêu mềm, siêu mại luôn. Nói chung là có lúc khách em phải đặt với giá 560k. Ai coi like là biết, hôm nay ngày rằm thẩn một cặp ốc về để cho em vào trong bóp tiền. Hoặc để các chị có thể để cho em trong cái, chị nào đang kinh doanh nè, nhà mình trong kinh doanh này có học tủ này, học tiền này, các chị bỏ cặp ốc ở trong học tiền của em rất là tốt luôn. Đó, 350.000 đồng, ai lấy cờ mật nhá. Khách nào chưa có số điện thoại vui lòng nhảy số điện thoại để chốt đơn trực tiếp tại livestream giúp em. Em là em nói chân tình luôn, em nói thiệt đi đâu em cũng đem theo một cặp ốc Anh Vũ hết. Ngay cả em có bao nhiêu cái túi xách, em nói thiệt cái tính của em khá là đản trí, có lúc em không nhớ là em lấy cái cặp ốc này ra. Em có mấy cái túi xách là mấy cái túi xách, túi nào em cũng để một cặp ốc ở trong đó hết các chị. Đây. Đây, trong bóp em lúc nào cũng có một cặp ốc Anh Vũ để bên trong hết. Ốc Anh Vũ đem lại tiền tài, đem lại lộc lá cho người sử dụng. Và đặc biệt nữa các chị ơi, nếu mà các chị thỉnh ốc về, các chị tặng cho người nhà hoặc tặng cho người quen thì các chị cũng làm phước cho họ, thì các chị sẽ có phước báu luôn, rất là may mắn. Một cặp như này em ăn bán tặng tại livestream 350.000 đồng, giá cực kỳ sốc. Và em chỉ làm chương trình cho 5 phút đầu tiên, quá 5 phút không bán nữa. Nói trước luôn, tại vì em lấy lộc cho các khách thôi. Nên ai chưa mua các chị có thể thỉnh. Đây là cái cặp ốc của em, lúc nào em cũng để một cặp ở trong đây. Em thì em có mấy cái túi, có mấy cái ba lô nữa, nên là em cứ rải rác mỗi cặp em để một bên. Còn chị nào chưa thỉnh thì thỉnh thử, còn ai thỉnh rồi mà muốn may mắn nữa thì thỉnh thêm. Em chỉ nói vậy thôi, chứ hàng phong thủy thì em không năn nỉ bất cứ khi ai mua hết. Các chị có tin thì các chị thỉnh vào, các chị mới có lộc, các chị mới cảm thấy là mình may mắn. Nên ai đặt thì các chị cứ đặt giúp em nhé, các chị yêu của em nhé. Ok, chị yêu Bình Lê ạ, chốt cho chị Bình Lê luôn một cặp ốc Anh Vũ chốt đơn này. Đó, ai lấy thì comment giúp em. Tốt cực kỳ luôn các chị ơi. Bên trong nó sẽ có vân hoa, cái này tất cả 100% là ốc Anh Vũ hóa thật ở dưới lòng sâu đại dương ở bên Canada mấy chị. Tốt lắm. Đây, cặp này rất là đẹp luôn nè. Cặp này giống như có vân hoa này, cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay bé ăn sale là còn 350.000 đồng một cặp ạ. Đây các chị ơi. Đẹp lắm luôn, ốc Anh Vũ á mấy chị, đẹp cực kỳ, đẹp tuyệt vời. Một cặp như này là sale còn 350.000 đồng. Ai lấy thì comment nhanh tay tại livestream giúp em. Đã nói là hôm nay là chơi tối bến. Chơi là chơi lấy lộc một bữa. Chị Hương Yên, em ăn ơi làm chương trình đi, hôm nay giá sốc lóc lóc. Ok, thôi bây giờ đi. Chơi tối luôn. Chơi tối bến một bữa nhá. Để cho những chị nào chưa mua được mua. Collagen đúng không? Ok luôn. Ai lỡ chốt collagen hồi nãy rồi, bé anh sẽ bán tặng. Chị nào có đơn trong livestream đặt collagen, tặng mỗi người một cặp ốc Anh Vũ chơi tới bến luôn. Hôm nay ngày rằm nói là làm chương trình lớn tại livestream. Chị nào lấy collagen tại livestream bé anh tặng các chị. Ai lấy 2 collagen tặng 1, em tặng 1 là thành 3, tặng cho một cặp ốc chơi tới bến. Nhớ giúp em nhá, hôm nay là ngày rằm, em ăn sẽ làm lộc tới bến cho những chị yêu nào. Có nhiều chị nói là em ơi, nhiều chị là cũng muốn mua sản phẩm nhưng mà không có giá giảm, thì bây giờ là em là bây giờ vừa giảm mà vừa tặng ốc luôn để cho các chị yêu của em lấy lộc. Bình thường một hộp này là sale rẻ nhất là 1.200.000. Chị nào đặt trong livestream này hôm nay bé ăn bán tặng các chị bao nhiêu ạ?
em giảm tặng các chị là còn 600.000 đồng một hộp collagen. Mua 2 em tặng 1 là thằng 3, tặng cho một cặp ốc ăn vú chơi tới. Ok chưa mấy chị, với giá cực kỳ sốc và giá cực kỳ lốc chưa bao giờ có tại livestream ngày hôm nay. Có rất là nhiều dòng sản phẩm hôm nay em làm cho tất cả các chị, để các chị yêu nào thần được thì các chị có thể thần tại livestream ngày hôm nay. Và nhớ, qua tháng sau em không giảm collagen nữa đâu mấy chị ơi. Tại cái này là em nói thiệt luôn á, tại mấy khách cứ kêu sale thì em sale vậy chứ bây giờ em không thể sale nữa đâu. Bên hiện tại bên Hàn Quốc người ta đang chào với giá gọi là cao hơn rồi, nên là em ăn không thể nào giảm hơn được nữa đâu. Nên chị yêu nào mà đang có nhu cầu hoặc các chị nào mà uống sắp hết, các chị có thể thỉnh tại livestream, các chị có thể đặt tại livestream. Nhớ nha, em ưu tiên cho mấy chị luôn, ưu tiên cho mấy chị yêu của em luôn. Chị Phượng Hồ, em ơi mua 1 có đủ tặng không? Ok, chơi luôn. Bây giờ ai mua 1 hộp collagen cũng tặng luôn. Nói trước nói là làm, hôm nay là ai đặt trong livestream 1 hộp collagen cũng tặng chơi tới bến. Xả hết cho em nhanh tay tại livestream. 1 combo, combo ở đây nếu chị nào lấy 2 collagen, em tặng cho 1 hộp nữa là 3, và tặng thêm cho 1 cặp ốc ăn vũ chơi tới bến. Chị nào lấy 2 combo thì tại 2 ốc ăn vũ luôn, để cho mấy chị khỏi phải nói là em ơi tại sao người này đặt 1 mà chị đặt 2 là chị không được đặt. Hôm nay em nói là làm, nên chị yêu nào mà chưa có hoặc là những chị nào đang sử dụng sản phẩm nhà em, sai thử để trải nghiệm thử. Hôm nay là nói chung các chị ơi phải căn để dành tiền vào ngày rằm, tại vì những ngày rằm là em hay chơi lớn lắm, em hay giảm mặt lắm, em hay chơi sốc lắm. Nhiều có chương trình là em sale cực kỳ sốc luôn, ai lấy thì cứ cảm ơn giúp em. Mờ nám trắng, mờ nám tàn nhang, trắng sáng da, và đặc biệt nữa kích thích màu tóc cực kỳ nhiều, kích thích mặt tóc cực kỳ nhiều, em phải nói cực kỳ hay luôn. Đây các chị ơi nhìn này, tóc của em này, ai đang coi like, ai đang coi like thấy rồi này, các chị nhìn cho em chân tóc của em đây, đây đây các chị nhìn cho em chân tóc này, chân tóc này. Em mới nhuộm mới có hai tuần đâu, mới một tuần hơn thôi mà nó đã mọc cái chân tóc ra ở dưới rồi. Là các chị hiểu collagen nó làm cứng móng tay và nó mọc tóc và nó kích thích tóc cực kỳ nhiều. Ngày mai em đi nhuộm cái đầu mới luôn. Trời ơi, em nói thì uống collagen này nó mọc tóc, nó khỏe da, nó gọi là nó tái tạo da. Da ai nám tàn nhang và không đều màu, không được trắng sáng, uống collagen này cho em, tại vì nó có vitamin C. Collagen thủy phân dòng peptide cực kỳ tốt luôn, thẩm thấu qua đường máu và đường tế bào da. Cái này các chị ơi bảo đảm các chị uống xài thử, mấy khách nhà em ai cũng khen dòng này cực kỳ đỉnh luôn, mà giá lại cực kỳ mềm. Bình thường các chị đi ra ngoài mà các chị mua một hộp collagen, em bảo đảm không bao giờ dưới giá 1 triệu, em khẳng định luôn. Loại nào mà tốt cực kỳ tốt luôn, không bao giờ có giá 1 triệu đâu. Rẻ hộp này em bán các chị là 1.200.000 đồng rồi, rẻ nhất rồi. Ôi chị hồi nãy lấy mấy tip dưỡng da tay á? Lấy hết luôn hả? Ôi rồi chết ta, khủng điên chưa. Chị Trang Huỳnh Minh An ơi, đơn chị hôm nay em gửi cho chị còn thiếu tiếp dưỡng da tay đó em, chị Trang Huỳnh. Ôi chết rồi, hiện tại là khách em mới ghé shop lấy ba tiếp dưỡng da tay là hết sạch luôn. Chị Trang Huỳnh ơi, để bé ăn thối lại tiền cho chị, đơn sau chị có mua bé ăn trả lại chị. Tại vì nếu mà thiếu hàng thì có thể là gửi hàng được, nhưng mà hiện tại là nhân viên nhà em làm hồi nãy không biết, chắc là bỏ thiếu hay sao đó em không biết. Bây giờ này hồi nãy có chị kia mới ghé shop lấy hết 3 tiếp dưỡng da tay, cuối cùng hết sạch luôn. Chị Trang Huỳnh, để em gửi lại tiền cho chị nha. Còn nếu không thì chị có thể qua mua cái kem dưỡng da tay loại của Hàn Quốc đó, thì em có thể là bù tiền qua cho chị cũng được luôn đó. Chứ bây giờ là em cũng đáng lắm rồi, sorry chị yêu của em nhiều. Trời ơi, em sẽ nói nhân viên là kiểm tra lại cái khâu đóng hàng để không có đóng thiếu cho mấy chị yêu của em. Chị Đức Nhận ơi, hôm bữa mình không để lại số điện thoại nên là không có ai chốt đâu ạ. Tất cả sản phẩm bên em phải đặt mã và size và kèm theo số điện thoại. Mình không kèm mã size, không đúng cú pháp, bạn không chốt cho mình được đâu ạ. Không có số không chốt được nha chị yêu Đức Nhận nha. Còn giày dép nhưng mà hôm sau em mới lên nha chị ơi. Giảm men vi sinh luôn đi anh. Ok, bé anh chơi tối, anh đưa cho em hộp men vi sinh đi ạ. Hôm nay bé anh giảm sốc đây ạ. Đấy, chị yêu nào chưa mua được trải nghiệm ngay cho em. Hôm nay men vi sinh với giá cực kỳ sốc, giá rẻ. Bình thường hôm bữa sale rẻ nhất hộp men vi sinh cũng phải 700 đúng không? Ai coi like là biết, bên trong cũng 30 gói. Men vi sinh này khỏi phải chê rồi. Chị Linh Cao đợt trước mua nhà em, chị bị virus HB trong đường ruột. Uống men vi sinh này không cần phải uống thuốc tây luôn. Chị nào mà đau dạ dày trào ngược, chị nào mà đi phân lỏng, chị nào bị táo bón, mình bị virus HB trong đường ruột, đau dạ dày trào ngược là sao? Hay bị ở chua, ở hôi, nóng, dạ dày cứ sùng sục giống như nôn ổi nước sôi ở trong bụng vậy á, mà miệng lại bị hôi miệng nữa, và do tiêu hóa các chị không được đều đặn, thì các chị uống cho em men vi sinh. Tất cả các men vi sinh nhà em đều có GMP,
GMB đóng mọc hết ở trên đây luôn. GMB đóng mọc hết ở trong đây luôn. Nè, ai đang xài rồi xài thử giúp em. Hôm nay bé ăn bán tặng cho các chị yêu của em. À, với lại chị đổi hai đôi giày vít màu nha em, chị mang bị rộng em à. Ok, gửi qua tin nhắn giúp em, sẽ có nhân viên giải quyết đơn của chị Trang Huỳnh nhá. Đây, các chị yêu của em tất cả đều có GMB. Hôm bữa sale rẻ nhất là cũng 700.000 đồng đúng không? Hôm nay ai đặt tại livestream bán tặng men vi sinh giúp em. Ok, chị Nhung Hồ luôn, hai collagen tặng một chất cho chị Nhung Hồ, tặng một cặp ốc chơi lớn. Hôm nay ai đặt tại livestream, hôm nay bé anh bán tặng các chị 600.000 đồng một hộp men vi sinh. Ai lấy 2 tặng 1 là thành 3, tặng cho một cặp ốc ăn vụ bỏ vào túi cho có tiền cho em. Ok chưa mấy chị? Trời ơi, em đã làm collagen rồi là phải làm men vi sinh để sao? Mấy chị nói trời ơi, mày sell collagen mà mày không sell men vi sinh cho chị nha. Hôm nay bé anh làm tới, em anh làm tới, em anh giảm sốc ơi là sốc cho mấy chị gái nhà em luôn. Ok chưa? Để những chị nào chưa xài thử, các chị trải nghiệm giúp em nhá, các chị yêu của em nhá. Riêng cho em cái dòng này á, mỗi ngày em đều uống sau khi ăn. Mỗi ngày em đều uống sau khi ăn cho em. Tại vì sao? Ăn xong cái này nó tiêu hóa, nó giúp đẹp da, nó giúp tốt cho gan và da. Ai là hay bị vàng này, sắc tố vàng da này, da không được mịn màng, uống men vi sinh, hệ tiêu hóa tốt, đường ruột tốt, bảo đảm da sẽ đẹp. Các chị để ý đường ruột mà ai mà xấu nha, da bị nổi mụn lên, da bị vàng da, da không được cân bằng sắc tố và các chị bị xỉn màu, da các chị không đều màu. Ai mà các chị để ý da mà vàng vàng xanh xanh là y như rằng trong nội tạng, trong cơ thể các chị liên quan đến đường ruột liền. Khác nhà em có chị ghé shop nói là sao mà da chị, da em hỏi là sao da chị vàng thế, khách mới bảo là chị cũng không biết nữa. Em nói chị ơi, chị phải đi kiểm tra đi, cái da của chị là không được như người bình thường. Da em bình thường là cũng hơi vàng vàng, da chị đó vàng khe luôn. Hôm sau đi khám mới biết lòi ra bệnh gan, bác sĩ nói là do ăn trứng gà quá nhiều, trong trứng gà có nhiều cái gì đó em quên mất tiêu rồi, mà nói là chị đó là bị vàng vàng da là do ăn trứng gà bị gan. Em nói thiệt luôn, cái này là nói thiệt, nói chân tình đó. Nên ai lấy lời comment giúp em. Chị Trang Giáp, men vi sinh bên em giống bên Hà không em? Chị Trang Giáp, tất cả đều nhập khẩu bên Hàn Quốc và tại nhà máy chuẩn bên Hàn Quốc luôn, đều qua Unha hết. Chị Trang Giáp yên tâm, tất cả các dòng men vi sinh bên em không khác gì đâu ạ. Nhưng mà khác ở đây là sao? Tại vì nó không mang thân thương hiệu của em thôi. Tại vì cái dòng này probiotic, cái dòng này là em mua, em bán cái này ở bên tại thị trường, em bán cái này này tại thị trường bên Hàn Quốc rồi, em bán cái này tại thị trường Hàn Quốc rồi, và có một cái shop nhỏ, nói chung là bên đó là giống như là người ta sẽ trải nghiệm ở trong cái xì to, giống như cái xì to thì ở bên đó ở hiệu thuốc bán. Nhưng mà cái dòng này là em không phải là em sáng chế ra nó, không phải là tại nhà máy của riêng em Kinh Liên Lê, mà dòng này là mang tên Body Set. Cái dòng này sản xuất từ năm 2003 trên thị trường Hàn Quốc rồi, là nó đã có trên mặt thị trường Hàn Quốc lâu đời lắm rồi. Chị Trang Giáp yên tâm, em ăn bảo đảm các chị. Chị Liên Cao dùng máy này bao nhiêu hộp rồi, rất là nhiều khách hàng em dùng men vi sinh này rồi. Em bảo đảm nếu uống không tốt, nếu uống các chị bị gì, em khẳng định em chịu trách nhiệm. Tất cả sản phẩm cho em đều có GMP hết, những cái hoạt toán và những kiểm định của Bộ Y tế hết. Nên khi nhập về đây thì mới có giá sốc cho mấy chị yêu nhà em. Liên Cao 550k đi em yêu. Trời ơi, hôm nay là em giảm rẻ lắm rồi Liên Cao ơi. Hôm nay bé anh giảm rẻ lắm rồi ạ. Nên chị yêu nào đang coi like chấm bài chia sẻ giúp em. Hôm nay em giảm sốc cho mấy chị gái yêu của em luôn. Ok chưa mấy chị? Thôi hôm nay em giảm nhiều lắm rồi, khóc luôn á. Ok chị Loan Nguyễn ạ, em chốt cho chị Loan Nguyễn 2 collagen tặng 1 và tặng ốc ăn vụ, chốt cho chị Loan Nguyễn luôn ạ. Chị Hồng Hạnh 2 collagen tặng 1, chốt đơn cho chị Hồng Hạnh luôn. Em ăn là giảm sốc lắm rồi nên là không có sell được nữa đâu. Mấy chị ơi em khóc, em khóc luôn đấy. Thôi bây giờ đi ạ, chốt lẹ đi ạ. Bán tặng nha. Ai lấy 2 men vi sinh tặng 1 đào thành 3, chốt giá 550.000 đồng, chơi tới luôn. Chơi tới bến men vi sinh này luôn. Trời ơi, để các chị yêu của em xài đi. Xài đi ạ. Em coi có tốt không? Một hộp 30 gói. Dòng này là probiotic thủy phân siêu cao. Probiotic thủy phân siêu cao, những cái lợi khuẩn đi vào trong cơ thể nó triệt tiêu những cái hại khuẩn. Có sale mật ong Jeju không em? Chơi luôn. Chơi luôn. Hôm nay bây giờ cái gì cũng chơi hết. Tại vì sao? Hôm nay rằm em vui vui, em vui vui em trả, em bán tặng. Ok, lâu lâu chị trả giá một bữa nha. Rồi ok, thông cảm cho Liên Cao một bữa, còn trả giá nhiều bữa quá, trời ơi bye bye luôn. Em nói giỡn chứ mấy chị ơi, mình cũng yêu thương nhau,
đưa cho hộp màu vàng ấy, hồi nãy hàng Vinh cất rồi đó, cái hộp màu vàng á, nói chung kiểm tra trong thùng á, họ em nói thiệt luôn á, cái hộp màu vàng cao cao á, cái hộp mật ong á, hồi nãy có mấy khách đặt luôn á, mà gần hết hàng rồi đó, cái mật ong Jeju Hàn Quốc sắp hết hàng tới nơi rồi đó, hồi nãy nhiều khách đặt cái này lắm, nhưng vì em like chứ không chốt tại like đâu, cứ đi qua tin nhắn mà chốt thôi, bởi chị nhân viên em nói, chị ơi sao mà chị livestream, chị livestream thì khách đặt trên like mà nhờ, còn khách nhà này thì còn mỗi khi mà em like là khách toàn đỏ coi like thôi, không comment một câu nào hết, không tương tác với em một câu nào hết, xong rồi đi qua tin nhắn đặt. Em nói chứ trời ơi em chỉ chốt trực tiếp tại livestream thôi, sao em không nói đi ạ. Ok, hôm nay bánh tặng ok chưa, ai lấy men vi sinh hôm nay bán tặng với giá siêu đãi, ai mua 2 men vi sinh em tặng một là thành 3, và em tặng cho một cặp ốc ăn vũ chơi tới bết chơi luôn, sức mát cho em một bữa đi ạ. Ok chưa Minh Anh ơi, dây chuyền của chị bị đứt, mất cái móc cài, bên Minh Anh có bán cái móc cài không em? Chị Nguyễn Linh chụp cái dây chuyền qua cho em, chụp cái dây chuyền qua cho em. Cái móc cài nào ạ? Cái móc cài nếu mà mua ở bên em thì để em kiểm tra cái móc cài của chị hay là của em. Nếu mà cái dây đó làm lại được thì bên em sẽ làm luôn cho chị Nguyễn Linh, không tính tiền. Trời ơi em nói là làm, em là em chơi lớn vậy coi ai chơi là em, nói thiệt luôn. Men vi sinh duy nhất tại livestream ngày hôm nay 550.000 đồng một hộp, ai lấy 2 men vi sinh tặng một là thành 3, tặng cho một cặp ốc ăn vũ chơi lớn, ngày rằm là chơi lớn đi mấy chị, nhanh tay mấy chị ơi. Men vi sinh không bao giờ mà em bán với giá 550k đâu, em nói thiệt, hôm nay là em sale sập sàng và sale sập sình luôn. Nói chung là các chị ơi phải tranh thủ ngay cái lúc mà em vui vui mà em like like mà em sale sale là mấy chị phải tranh thủ đặt lại livestream ngày hôm nay giúp em một hộp 30 gói ok của bên em. Chị chụp qua tin nhắn coi em coi cái dây đó có làm lại được không, nếu làm thì em không bán mắc cài cho chị, em sẽ tặng luôn cho chị cái móc cài để chị cài vô. Ok em nói là em làm à, em nói là em làm đấy, ai lấy thì comment giúp em nhá, em sale rẻ cho tất cả các chị yêu của em để các chị có thể trải nghiệm được giúp em. Chị Thiên Thiên ơi, một men vi sinh tặng ốc không chị, một men vi sinh tặng ốc không chị, trời ơi thôi chơi luôn đi ạ, chơi lớn. Đã nói là ngày rằm thì không tính tiền, không tính toán, không tính bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà em nói trước mấy chị ơi, men vi sinh em đã sale rẻ lắm rồi, mà em mà còn tặng ốc nữa là cho em thua máu luôn. Nên thôi, đó nên chị yêu nào lấy thì comment tại livestream bán tặng luôn cho mấy chị gái yêu của em này một cặp ốc. Ok thôi bán tặng, ai lấy thì comment nhanh các chị ơi, em cho các chị 5 phút để các chị có thể đặt tại livestream nhá. Ai lấy thì comment giúp em, ai lấy 2 men vi sinh em tặng một là thành 3, em tặng cặp ốc, nhanh tay tại livestream giúp em. Em đang đẩy số lượng cực kỳ mạnh để mấy chị yêu của em có thể trải nghiệm được. Nên ai lấy tranh thủ giúp em. Ok chưa? Ok chưa mấy chị gái yêu của em? Ok, em bán tặng luôn, chị Thiên Thiên lấy đi, cứ comment. Hôm nay giá sốc và giá lốc, em nói trước, tại vì cái này ý là em sale lẻ lắm rồi, không bao giờ mà em sale rẻ hơn được nữa đâu. Ai mua 2 em tặng một là thành 3, và tặng cho cặp ốc siêu lời luôn. Suy ra một hộp em xin bao nhiêu tiền hả? Trời ơi chết rồi, bán khùng bán điên rồi mấy chị ơi. Đưa cái điện thoại cho em nào, điện thoại shop để em tính cho các chị ơi. Em là nói thiệt, em bị cái là em hay hô hố cái miệng lên lắm, cái lát hồi nửa đêm cái giật mình lại, trời ơi chết rồi, hôm nay lỡ bán hố rồi. Đợi chút lên liền ngay cái mật ong rừng Jeju 550k nhân cho 2 là 1,1 triệu rồi, mà chia cho 3, trời ơi một hộp men vi sinh 366.000 đồng. Em nói trước các chị luôn là em bán tặng luôn á, em bán lỗ vốn luôn á, em bán lỗ vốn luôn đấy các chị ơi của em ạ, à, các chị yêu của em ạ, à, em là em bán lỗ vốn luôn. 366.000 đồng không có giá này đâu ạ, à. 366.000 đồng không có giá này đâu ạ, à. Trời ơi mấy chị ơi, 5 phút nữa thôi không chốt men vi sinh nữa. Trời ơi hôm nay là bán khùng bán điên luôn, trời đất ơi, mà còn tặng thêm cặp ốc nữa, các chị hỏi em đường sống của em đâu ra. Một hộp men vi sinh này chưa tính tiền công tiền cước là đã bao nhiêu tiền rồi, em khẳng định 366.000 đồng là em bán lỗ luôn. Em bán lỗ luôn, em cho các chị 5 phút nữa thôi ạ, thôi 3 phút nữa thôi, 5 phút nữa chết em. Nhanh tay các chị ơi, trang trịnh, men vi sinh của mình ăn uống tốt lắm em ạ, à. Từ ngày mình cho cháu nội uống men vi sinh cháu khỏe lắm, không còn táo bón như xưa nữa ạ, à. Đấy các chị ạ, à. Em nói thì khác, em đã dùng biết bao nhiêu loại rồi, đáp cắn tại nhà em thôi. Em cho các chị 3 phút nữa thôi, ai đang coi like chấm bài chia sẻ nhanh. Men vi sinh duy nhất tại livestream ngày hôm nay lỡ ngứa mồm ngứa miệng bán với giá bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? 550.000 đồng. Ai lấy 2, em tặng một là thành 3, tặng cho một cặp ốc ăn vũ chơi tới bến, xả mặn và
bà xã lỗ giúp em. Ai lấy 2 tặng 1 là thành 3. Tặng 1 cặp ốc chơi tới bến xả mặn và xả lỗ giúp em. Chị Quỳnh Giao chiều nay chị mua 2 hũ mật ong tặng chị cặp ốc nhai men ăn. Trời ơi mấy chị đúng là biết cách giết chết con người em à. Em nói thiệt luôn là em sắp khóc thôi kệ. Hôm nay em làm phước một bữa nha mấy chị yêu của em nhá. Nên chị yêu nào chưa xài thử men vi sinh bao nhiêu tuổi uống được vậy chị? Riêng men vi sinh này các chị uống thoải mái cho em. Bao nhiêu tuổi? Hầu như này, mấy bé em nói thiệt là cô em mấy bác mấy gì nhà em ấy là cho mấy bé uống là hầu như em thấy là tầm nếu mà bé nào mà nhỏ tuổi, cái này bé nào mà 2-3 tuổi nhỏ nhỏ tí tí các chị pha thật là loãng ra, các chị cho bé uống tầm nửa gói cho em thôi. Còn người lớn thì uống một gói, bé nào mà còn bé tí 2-3 tuổi thì các chị cho bé uống nửa gói, nhưng phải đánh thật là loãng ra để cho bé uống. Ai mà bé nào mà không chịu ăn rau ăn sơ này thì các chị dùng cái này cho em. Có luôn thải ký sinh trùng, có luôn. Trời ơi, hôm nay là ngày rằm em sẽ bán tặng. Làm sốc các chị một bữa ok chưa? Kem rửa tay chị xem với, kem rửa tay hiện tại chỉ còn hàng của Hàn Quốc thôi ạ. Ai lấy cờ mân nhanh tay giúp em. 2 phút nữa hết, không chốt nữa, nhanh tay các chị ơi. Ok chị yêu Hồng Nguyễn 2 em xin tặng một chốt một là tặng một gặp ốc Hân Vũ luôn. Ai lấy comment tại vì hôm nay là nhân viên em đi chơi trung thu rồi. Bỏ mặt comment em mà em lỡ hứa là hôm nay em lên like cho mấy chị rồi là bây giờ em phải làm sao? Nên là lỡ rồi là lỡ chơi là chơi tới luôn. Ok chưa? Để ai chưa xài thử trải nghiệm giúp em. 550.000 đồng một hộp, chơi lớn luôn. Nhanh tay nha mấy người đẹp của em nhá. Men vi sinh riêng em cái dòng này uống cực kỳ tốt. Ngọt ngọt chua chua rất là dễ uống mà lại đẹp da, lại hỗ trợ hỗ tiêu hóa. Nhà em nói thiệt luôn á, ba em là có cái gen là về yếu về đường ruột và em cũng vậy. Em là có di truyền nên là đường ruột em mà ăn cái đồ khó tiêu đó là cả ngày luôn, em không khó chịu bực tức cái bụng luôn. Mà từ khi em biết tới men vi sinh này em muốn từ hồi tháng 3 tới giờ. Tốt cực kỳ các chị ơi, mà bây giờ không thể thiếu. Riêng collagen và men vi sinh và đào thải độc tố là ba sản phẩm ngày nào cũng vô trong cơ thể em hết. Nên chị yêu nào mà đã sử dụng sản phẩm nào rồi thì đi theo combo dùng 3 cái cho em, tốt cực kỳ luôn á. Tốt lắm. Rồi men uống vào lúc nào vậy em? Sáng trưa chiều tối uống vào lúc nào cũng được, miễn sao uống sau khi ăn giúp em nha chị Phương yêu nha. Miễn sao uống sau khi ăn giúp em. Rồi bây giờ lên tới này. Ngày uống mấy lần? Ngày một lần thôi chị Thiên Thiên ơi. Vì men vi sinh chốt cho chị Liên Cao 2 men rồi. Men vi sinh nó sẽ có dùng theo kiểm định là sao, dùng theo y tế người ta bảo trợ là sao. Người ta khuyên một ngày các chị nên uống một gói men vi sinh. Còn người nào mà gọi là bị đầy hơi luôn uống một gói không áp phê thì một ngày có thể 2 gói. Nhưng mà để duy trì mỗi ngày thì một ngày một gói thôi. Nếu người nào mà đang bị đầy bụng khó tiêu và đi phân không ra thì một ngày uống cho em 2 gói ngay lúc khắc. Thì em bảo đảm các chị là sẽ đi ra trơn gọi là trơn như mượt như con lươn luôn. Còn chị nào mà nếu mà mình cân bằng mỗi ngày các chị uống một gói thôi là tốt. Nếu mà men vi sinh nó là lợi khuẩn mà đi vào trong cơ thể, nếu một ngày uống nhiều quá thì không tốt luôn, các chị sẽ bị táo bón nữa. Nên cái gì cũng vậy, cái gì cũng có 2 con dao 2 lưỡi hết. Nên là uống là phát là ghiền luôn á. Liên Cao nói đúng á, uống phát là ghiền luôn á. Lần đầu tiên chị Liên Cao biết tới em là chị Liên Cao mua men vi sinh nhà em, tại vì em tư vấn. Lúc đó là chị Liên Cao là bị virus HB. Virus HB là khi mà uống trong cơ thể, khi mà virus HB là các chị phải uống thuốc tây. Uống thuốc tây rất là nhiều và uống nóng trong người. Khi từ khi uống biết được cái men vi sinh nhà em chị uống là trời ơi nó trơn tru và nước mượt mà. Mấy khách ơi, mấy khách nào không biết đấy chứ nhiều chị nào mà biết rồi thì các chị mua xài thử. Men vi sinh này tốt cực kỳ luôn. Một hộp như này em ăn sale tại livestream ngày hôm nay là 550.000 đồng. Mua 2 em tặng 1 là thành 3. Có đơn trong live tặng 1 cặp ốc ăn vũ chơi tới. Nói là làm nha các chị nha. Em nói là em làm nha các chị yêu của em nhá. Trời ơi em là em sale rẻ rồi lắm luôn rồi đó. Để cho những chị nào chưa trải nghiệm để các chị có thể trải nghiệm được ạ. Ok chị Nguyễn bé chốt, chị Nguyễn bé 2 men vi sinh tặng 1 là thành 3 chốt đơn. Ai lấy thì comment giúp em, 2 tặng 1 là thành 3 tặng cho cặp ốc rồi. Ai lấy thì comment giúp em cho các chị thêm 2 phút nữa thôi. Bây giờ em lên sản phẩm khác. Tại vì em nói trước cái này là em bán suy ra là 2 tặng 1 là thành 3 còn có 366.000 đồng. Đi đâu mà mua được ạ? À? Em nói trước luôn là em bán lỗ vốn cho mấy chị yêu của em luôn. Lỗ vốn thiệt luôn đó mấy chị. Em lên tiếp các chị nha. Em sẽ lên tiếp cái Jeju này. Đây là mực ong rừng Jeju. Hồi nãy ai kêu sale, ai đang coi live chấm bài và chia sẻ live giúp em. Em ăn bán tặng cho các chị luôn tại livestream ngày hôm nay. Hôm nay mình ăn bán rẻ mà còn được tặng quà, tiếc quá à, chỉ còn hơn 3 hộp lần đó chị Trang Trịnh. Ôi chị Trang Trịnh ơi, hôm bữa
chị Trang Trịnh làm sao ta? Em quên là nhân viên có báo cho chị Trang Trịnh chưa? Hôm bữa chị Trang Trịnh là một trong những khách hàng may mắn được em tặng một cái cặp ốc. Là hôm bữa là cho cảm nhận trực tiếp tại trên live. Nhưng mà bên Excel nó lọc á là chị Trang Trịnh được tặng một cặp ốc đó. Đó, không biết là chị Trang Trịnh có nhân viên có nhắn cho chị chưa? Nếu mà chưa nhắn thì em anh xin thông báo nha. Tại vì hôm bữa em tính đem đăng lên Facebook mà cứ quên hoài à. Đó, nên là em đã gửi quà hết cho mấy chị kia rồi mà chị Trang Trịnh bữa giờ chưa ghé shop. Nên là em không biết là nhân viên đã nhớ đã đưa cái quà tặng cho chị Trang chưa thì em không biết ạ. Nên là nếu mà chưa thì chị nói bé Linh nha, có gì Linh sẽ gửi cho chị cặp ốc. Có, nay lên vòng mà, nay lên phong thủy mà, nói là làm mà. Men vi sinh chưa bao giờ có trong cuộc đời mà. Hôm nay men vi sinh bán với cái giá siêu nhiệt tình luôn, 550.000 đồng. Mà mua 2 tặng 1, lại được tặng một cặp ốc ăn vũ nữa. Em nói thiệt hôm nay em bán khủng luôn. Hello Quỳnh Trâm Phương Lê, cảm ơn chị yêu Phương Phạm rất là nhiều ạ. Bây giờ bé anh sẽ lên tới cái gì ta? Men vi sinh là em chỉ cho 2 phút nữa thôi, ai lấy thì cảm ơn nhân tay. Men vi sinh nha các chị nha, tất cả đều có GMP. Bảo đảm tốt. Hello em chào chị Hồng Nguyễn. 2 tặng 1 là thành 3. Tặng cặp ốc ăn vũ chơi tới bến luôn. Ok, 2 phút nữa xin ngừng bán nha. Hello em chào chị yêu Hồng Nhung ạ. Hồi nãy em quên chế yêu nào hỏi cái chia chu của mực ong. Comment lại giúp em đi, em quên tên. Nói thiệt luôn á, bây giờ là em là cái đầu của em là nhiều quá rồi, nhiều vấn đề rồi, phải nhớ nên là em không nhớ tên được các khách hàng của em. Chị Trần Ngân, collagen uống ngon lắm nha Minh Anh. Cảm ơn Trần Ngân yêu rất là nhiều ạ. Collagen trời ơi, uống bảo đảm bao phê. Trần Ngân mua thử men vi sinh đi tốt lắm. Hôm nay em đang sale với giá cực kỳ sốc. Em đang bị chị Liên Cao dụ dỗ đấy ạ. Rồi bây giờ em lên cái này. Cái này là mực ong rừng của Jeju. Trời ơi, khỏi phải bàn. Một hộp to như này chắc là phải hơn ký lô. 800g các chị ơi, gần cả ký lô đây các chị ơi. Mực ong rừng Jeju đã tới 2022 tha hồ mà uống. Cái này thứ nhất này vừa đẹp da, các chị pha với nước cho em, các chị pha với nước chanh, các chị nấu canh hoặc là các chị làm bánh lăng, các chị làm bánh ngọt, các chị làm chè, nói chung tức từng tực, nói chung thay vì các chị dùng đường thì các chị làm mực ong rừng cho em nhá các chị yêu của em nhá. Bé ăn hai hộp men vi sinh nha em, nay bé ăn chơi lớn quá. Ok chị yêu Hồng Nhung luôn. Ok chị yêu Hồng Dung luôn, từ từ hôm nay nãy giờ mấy chị yêu cầu gì các chị cứ cảm ơn đi. Em qua từng người em nhớ rồi em sẽ lên. Hôm nay thôi em nói là em làm à. Hồi nãy ai hỏi ta cái gói thải độc ký sinh trùng á. Ok đợi chút lát lên luôn. Đây các chị ơi, 2022 đã sao về vậy. Cái này ạ, một hộp to như này giá bên thị trường ở Jeju đang bán là 1.500.000 hay 1.600.000 một hộp to. Hôm nay chị yêu nào đặt tại livestream bé ăn giảm sốc các chị yêu một bữa. Hôm nay chị yêu nào đặt tại livestream với ăn giảm sốc các chị yêu một bữa ạ. Trời ơi chị Nguyễn Linh ơi, hai men vi sinh tặng mực ong đi bên ăn, hai men vi sinh không tặng được mực ong đâu chị Linh ơi. Em là em chết luôn á. Hai men vi sinh không tặng được cái mật ong này đâu. Hai men vi sinh này là em sale rẻ lắm rồi, sale lỗ vốn lắm rồi. Là em chỉ khóc luôn á, em khóc không lên nước mắt luôn á mấy chị. Mật ong này hiện tại ai lấy tại livestream. Hôm nay bé ăn bán tặng các chị yêu tại livestream một bữa. 1.2 triệu. Ai đặt tại livestream này với ăn sale cho các chị là còn bao nhiêu ạ? 600.000 đồng cho một hộp mực ong rừng luôn, chơi tới 600.000 cho một hộp mực ong rừng. Giá tại livestream ngày hôm nay và em chỉ chốt đúng 5 phút đồng hồ ngày hôm nay thôi. Em trời ơi chị Linh Cao ơi, bây giờ chị mới biết là chị đang dụ dỗ em, chị đang hại em à. Chị đang hại em à. Em là nói thiệt luôn là em chơi tới bến, em chơi là em chơi siêu cháy rồi đấy. 1.2 triệu sale còn 600.000. Ai lấy comment cho em mực ong rừng Jeju đi ạ. Các chị ơi, ai lấy comment nhanh tay. Hôm nay chốt lớn, hôm nay chốt mạnh luôn này các chị. 600.000 đồng chơi tới bến. Ok chưa? Bây giờ các chị gõ đủ cái sản phẩm trên tay cực kỳ chất lượng luôn. Cực kỳ chất lượng, cực kỳ chất ngất luôn. Ai lấy thì comment giúp em. Trời ơi em là em sắp chết tới nơi rồi đấy. Chị Nguyễn Linh ơi, em nói thiệt luôn á, em là em lúc nào em cũng bị mấy chị yêu thương của em á dụ dỗ hết. Thôi em là em dễ dàng dễ dãi lắm rồi. Ai lấy gì lấy nha. Bây giờ là em bán tặng các chị một bữa thôi nha. Đói, ai lấy gì thì các chị yêu có thể lấy tại livestream giúp em. Hôm nay là em bán tặng các chị luôn. Ok chưa? Bán với lại mức giá là siêu lỗ vốn,
chiêu nào chưa đang coi live, các chị nào đặt thì các chị có thể đặt tại live stream giúp em. Từ từ để em đang suy nghĩ đây ạ. Trời ơi, hôm nay là em cảm thấy là em nói ngồi là em nói thành bà điên luôn á. Em không biết em đang lái gì hết á. Các chị đừng có rủ rỗ em. Em nói ngồi là em lai nhảm đó chị ơi. Cảm ơn em, chị không biết à. Coi như hôm nay là ngày rằm, chị được Minh Anh tặng được cụ ốc là chị được lộc lắm rồi. Chị chết ai bán hàng cho tụi em đây chị Thiên Thiên. Chị Thiên Thiên vui tính nhở. Ok, thôi được rồi. Làm chương trình, nhưng mà cái mật ong rừng này em còn số lượng có hạn, em không biết là còn 3 hay 4 hộp thì thôi là hết. Thôi được, bây giờ nha, có hai chương trình, ai lấy gì thì em tặng cái đó. Em đang có hai chương trình, ai lấy hai hai men vi sinh em tặng một rồi thành ba đây nha. Ok chưa, chị nào thích thì em sẽ làm chương trình luôn. Hai men vi sinh em tặng một mật ong chơi tới rồi. Ok, em là trời ơi giả gọi là 5 phút thôi. Nãy giờ có 2 phút, 5 phút rồi 3 phút. Nãy giờ quá bao nhiêu phút rồi. Em là nói thiệt là con người dễ dãi lắm. Em là em chỉ dễ dụ với mấy chị thôi nha, chứ cha dụ em là không có dễ đâu. Nói thiệt luôn á. Em là mấy chị dễ dụ thôi chứ cha dụ em là không có được đâu. Ok, bé anh làm lộc lớn. Nói thiệt với mấy chị, thấy mấy chị cứ hỏi em hoài mà ngày nào mấy chị cũng có đơn. Ngày nào mấy chị cũng có đơn hết. Em làm sao mà em gái làm sao mà nở đây? Em làm sao mà nở đây? Hả mấy chị yêu của em ạ? À? Em làm sao mà nở đây? Nha các chị yêu của em nhá. Trời ơi, ai nên coi live chấm bài hôm nay, chia sẻ live giúp em, bán tặng cho các chị yêu của em một bữa tại live stream ngày hôm nay. Sập sàng và giá chưa bao giờ có. Ui Minh Anh lại bị dụ rồi. Em nói chưa mấy chị ơi, 5 phút đồng hồ, 5 phút thôi, quá 5 phút không bán. Ai mà khách hàng thân quen cũng không bán, nói trước luôn. Nói trước luôn tại live stream nha các chị yêu của em nhá. Em là em dễ dụ lắm, nên là con sai nói vậy, nên là em chơi tới bến luôn. Ok chứ các chị yêu của em chưa? Tuyết Quân, hai collagen tặng mực ong một ốc ha. Ok luôn, chơi tới. Bây giờ là nói là làm. Trời ơi, chơi tới luôn, chơi tới bến luôn. Ai lấy cứ lấy hết đi các chị ơi, lấy những gì em có đi để em có phước một cái. Bây giờ là em có lộc mà, em đang có lộc mà, em đang vui đây. Em đang vui đây bây giờ nha. Em cứ coi như là làm phước làm báo một lần. Bây giờ quanh năm suốt tháng mình bán hàng thì bây giờ căn ngày rằm mình làm phước. Bây giờ mình không ăn chay cũng được. Nhưng mà mình làm phước cho người khác, mình bán hàng giá rẻ là em vui lắm rồi, siêu vui luôn á. Em nói thiệt, em đang cực kỳ vui. Nên chị yêu nào mà đặt hàng thì đặt chân thủ đi ạ. Đợi em ăn suy nghĩ cái là ngày mai không chốt được đâu. Nói lại live stream nhá. Nói trước một lần nhá. Ai mà ngày nào cũng có đơn của em, có mua 10 triệu, 200 triệu hoặc là 100 triệu cũng vậy. Em nói thẳng luôn. Ai đặt thì em chỉ làm chương trình 5 phút thôi. Quá 5 phút em không chốt. Nên ngày mai có nhắn tin hỏi nhân viên em là hỏi em còn chương trình giảm không, là không chốt luôn. Nha, chưa mấy chị yêu của em nha. Một lần trong đời thôi, bị dụ hoài khổ lắm rồi. Ai lấy cờ mân giúp em. Kia Mai, collagen hôm nay sale còn 600.000 đồng một hộp ạ. À, collagen hôm nay bé anh sale còn 600.000 đồng một hộp collagen. Uống không tốt, không đẹp da, trả lại tiền collagen này luôn. Chơi tới bến đi mấy chị ơi. Hôm nay giảm sốc, giảm rẻ, giảm siêu là rẻ. Chưa bao giờ rẻ được ngày hôm nay đâu. Nhưng mà collagen nói trước nha, hiện tại collagen là em chỉ làm với chương trình là giảm nhanh tranh thủ thôi. Giảm tranh thủ thôi. Chứ còn bây giờ là không tranh thủ là không có hàng đâu, không có đơn đâu. Nói trước luôn, hôm nay làm bữa một trận sale sốc sòng sọc ơi là sốc luôn cho mấy chị của em nhá, để các chị có thể tặng được. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, hôm nay giá cực kỳ sốc nhất quả đất luôn. Chị Nguyễn Linh ơi, chị Nguyễn Linh ơi, đi bắt cái loa lên giúp em đi ạ. Hôm nay với anh giảm sốc quá là sốc ơi là sốc luôn, đúng không chị Nguyễn Linh ạ? Đó, ai lấy thì comment nhanh tay. Collagen hôm nay sale còn 600.000 đồng một hộp, chơi lớn tại live stream ngày hôm nay. Nhanh thủ giúp em. Hồng Nguyễn, mặt ông tặng gì vậy em? Chứ bây giờ em sale 600.000 đồng rồi. Thôi bây giờ nhỉ, em nói chân tình luôn, bây giờ em đã lỡ tặng quà mấy chị kia rồi mà không tặng những người có đơn mật ong lại khổ em. Bây giờ chị nào lấy mật ong em sale còn 600.000 đồng nha các chị yêu của em nhá. Ai lấy mật ong em tặng còn 600.000. Em tặng cho một cặp ốc luôn, chơi lớn. Rồi vậy đi, cho nó nhẹ nhàng đầm thấm đi mấy chị ơi. Xeo xâm nước đi bé anh ơi, thông báo với chị yêu Lê Thị Mỹ Hoa, xâm nước bé anh không còn một hộp nào hết. Xâm nước em nói trước, hôm bữa em live stream thì không ai mua. Toàn là mấy chị một lần ôm mấy hộp, có người đặt 5 hộp, có người đặt 1 hộp, có người đặt 4 hộp.
Còn mấy người mà họ mua một hộp em sale sốc sốc luôn thì không ai mua. Xăm nước hiện tại là không còn một hộp nào luôn chị Lê Thị Mỹ Hoa ơi. Nếu mà còn hàng về thì em sẽ báo. Hiện tại tại shop của em là bây giờ là ai mà hỏi một hộp xăm nước nào cũng không có hàng để trả đơn luôn. Em xin chịu thua. Mật ong hôm nay sale còn 600.000 đồng. Ai lấy một mật ong tặng một cặp ốc chơi lớn tại livestream. Chơi lớn tại livestream. Nhân tay các chị ơi. À, mà em nói nhá, mật ong này em sắp hết rồi. Nên là bây giờ là em chỉ có chương trình gọi là giảm sốc giảm nhẹ thôi. Chứ còn bây giờ là ai mà không tranh thủ đặt qua ngày hôm sau không có hàng đâu. Ngô Hà Phương có táo đỏ không em? Táo đỏ có nhưng mà bán hết luôn rồi. Táo đỏ có nhưng mà bán hết luôn rồi. Chị nào đặt táo đỏ Hàn Quốc đặt tại livestream ngày hôm nay Hàn về em ăn trả đơn. Táo đỏ Hàn Quốc hôm nay chị yêu nào lấy 1 ký táo đỏ của Hàn Quốk để trong hộp rất là chỉnh chu với anh xe có chị 150.000 đồng 1 ký táo đỏ. Hiện tại là em không còn một hộp táo đỏ nào luôn để trả đơn. 1 hay 2 ngày nữa nếu mà ngày mai hàng về kịp trả thì em trả, không thì ngày mốt. Táo đỏ, ai lấy táo đỏ Hàn Quốk trong cái hộp vuông vuông này này. Ai lấy cờ mơn hôm nay bé ăn sale các chị là còn bao nhiêu táo đỏ ạ? 150.000 đồng 1 ký táo đỏ Hàn Quốk luôn chơi lớn. Ok chưa mấy chị yêu của em? Hôm nay là em bán giá shop, bán giá lóc. Ok chị Ngọc Nguyễn ạ. Chốt cho chị Ngọc Nguyễn một mực ong ạ. Chốt cho chị Hồng Nguyễn một mực ong. Chốt cho chị Thúy Nga một mực ong ạ. Hôm nay là em nói thì luôn làm rằm lấy phước tạo phước cho các chị yêu của em. Để các chị yêu của em có lộc có lá. Ai đặt thì cảm ơn giúp em nhớ nha. Collagen em ăn sắp hết chương trình. Ai lấy collagen thì cảm ơn tại livestream giúp em. 600.000 đồng một hộp collagen. Chị nào lấy thì cảm ơn ạ. Ngắt like không bán các chị ơi. Đặt táo đỏ có tặng ốc không em? Chị Ngô Hà Phương dạ đơn nhiên là không rồi ạ. Cặp ốc các chị ơi, coi live sale rẻ nhất cũng 400.000 đồng một cặp. Táo đỏ em bán 150.000 đồng. Em bán táo đỏ là em bán hàng ăn. Em lời có bao nhiêu đâu mấy chị mà vắt ốc em nữa chắc em chết. Táo đỏ không có chương trình tặng ốc đâu. Hôm nay em chỉ làm chương trình lớn cho mấy cái kia thôi ạ. Nên ai đặt thì cứ cảm ơn giúp em. Bác chị ơi đừng khổ em lắm nha. Trời ơi chị Quỳnh Giao với anh đã nói rồi. Chiều nay chị Quỳnh Giao mua thì em tặng cho chị Quỳnh Giao cặp ốc luôn mà. Em nói là em làm. Tranh thủ tại livestream ngày hôm nay nhá. Không nữa là không có hàng đâu mấy chị ơi. Nhanh tay các chị ơi, sale xăm nước hôm nay là nói thiệt luôn á là quá dễ dãi rồi. Còn qua ngày hôm sau á đừng hỏi em anh ơi em có dễ dãi như ngày hôm nay nữa không? Không có đâu mấy chị. Thiệt luôn á. Cảm ơn chị yêu Thương Thiên ạ. Trường Minh Anh dễ thương quá, chịu like cho chị luôn. Cảm ơn chị Thiên Thiên rất là nhiều ạ. Ok chốt tại livestream trực tiếp ngày hôm nay kia mai 2 collagen tặng 1 tặng 1 à, 2 collagen tặng 2 collagen. Ôi chị Kim Mai ơi nghe rõ giúp em này. 2 collagen là tặng 1 mực ong chứ không có tặng 1 rồi tặng thêm 1 mực ong nữa đâu nha chị Kim Mai. Chị Kim Mai nghe rõ giúp em. Em có 2 chương trình, ai lấy 2 collagen tặng 1 thì em tặng 1. Ai lấy 2 tặng 1 mực ong, còn ai lấy 2 tặng 1 hộp collagen là theo tùy ý các chị. Còn ốc thì là chị nào đặt thì em ăn sẽ tặng cho sản phẩm men vi sinh collagen và mật ong. Chứ không có chương trình là 2 collagen tặng 1 mà tặng thêm mật ong. Hỏi các chị chứ em làm sao mà sống? Em làm sao mà sống đây ạ? À? Em mở shop ra còn mưu sinh, còn trả tiền mặt bằng, còn trả tiền nhân viên. Mấy chị mà làm kiểu đó thì thôi cho em xin đầu hàng, em xin bó tay chấm cơm chấm vn luôn đi mấy chị. Hello, chị Trang chị hôm nay không lấy Facebook chồng coi like em nữa à? Nay điện thoại còn pin hả chị? Điện thoại sắp hết pin chưa? Đó, ai lấy thì tranh thủ giúp em nha. Ai lấy thì comment tranh thủ giúp em. Hôm nay là nói thiệt là chơi tới bến luôn chứ ai chơi lại giúp em luôn nha các chị yêu của em nhá. Nên ai lấy thì comment giúp em, nhanh tay tặng trên like comment tại livestream giúp em. Hôm nay là em chơi cháy lắm luôn, chưa bao giờ cháy như ngày hôm nay đâu ạ. Ok chị Lan Nguyễn luôn ạ. 2 men vi sinh tặng mật ong tặng áo bình vũ. Trời ơi hôm nay là em nói thiệt luôn á, em là em bán tặng rẻ quá rồi nên là sẽ không còn chương trình mà rẻ như ngày hôm nay nữa đâu. Lỗ vốn thiệt là nặng nề luôn rồi mấy chị. Đó, nên là chị nào tranh thủ thì chặn tải like giúp chị, live stream giúp em. 2 phút nữa thôi ạ, à. Nãy giờ 3 phút rồi, nãy chưa 5 phút chưa. Em ăn không nhớ nha. Thêm 1 phút nữa thôi nha. Còn ngắt 1 phút nữa là không đặt đơn không nhận, đặt đơn không nhận nó trước luôn. Em ăn chỉ làm cho mấy người may mắn thôi. Ngô Hà Phương em ơi, chị lấy 2 táo đỏ tặng 1 cặp ốc như ngày rằm đi chị Ngô Hà Phương. Trời ơi mấy chị ơi. Táo đỏ em lời bao nhiêu tiền đâu ạ? À? Táo đỏ em lời bao nhiêu tiền đâu ạ? À? Chẳng lẽ em nói ra một hộp táo đỏ em lời 20.000 đồng, em nói thẳng luôn với chị yêu của em. Nãy giờ em cũng làm phước nhiều lắm rồi, chị Hòa Hà Phương ơi. Táo đỏ không tặng ốc được đâu ạ. À. Khổ bé ăn lắm luôn các chị ơi. Chị Tiết Quân, chị 2 collagen tặng
đợi về đợi khi nào dây mì về gửi chung cho chị nha Minh Anh. Chị Tuyết con ơi, dây mì hiện tại không về nữa đâu ạ. Hiện tại dây mì không về nữa đâu ạ. Hiện tại là dây mì không về nữa đâu chị Tuyết con ơi, không có, không còn dây mì nữa đâu. Em đang đặt hàng cho khách, có người hỏi sỉ lấy sỉ, em cũng không có hàng để chốt. Người ta đặt 100 sợi bán 100 sợi ngon ơ, cần gì phải ngồi lên đây ngồi livestream cho mấy chị lấy từng đồng lẻ. Nhưng đối với em, khách hàng của em là trên hết. Một người hai người cũng là khách, nhưng mà không có dây mì. Thật sự luôn, chân tình luôn. Các chị cứ coi từ đây nửa năm nữa cũng không có một dây mì nào đâu. Em ráng kiếm mọi móc nhà của em rồi, không sót một dây mì nào đâu ạ. Hiện tại chỉ còn dây sẵn thôi. Hiện tại dây sẵn thôi chị Tuyết Quân ơi. Đấy, nên chị nào lấy thì các chị chốt lẹ giúp em luôn nha. Em sale rẻ lắm rồi ấy. Chị Ngô Hà Phương năn nỉ á. Trời ơi em khóc. Chị Ngọc Nguyễn có dây chuyền nào đẹp không Minh Anh? Dây chuyền đẹp ha. Dây mì đeo thích lắm Minh Anh, mà dây mì á quá trời người đặt luôn mà không có hàng. Hôm bữa thì đòi dây xoắn, hết dây xoắn thì em lên dây mì. Bây giờ thì hết dây mì, em về dây xoắn thì mấy chị lại đòi dây mì. Em cũng không biết là em chở nổi em mà làm Tôn Ngộ Không 36 hàn ngàn vạn kế. Em cũng không biết là đi sao mà chơi nổi với mấy chị yêu của em luôn. Em là em đi theo, em nhập về theo những ý thích của mấy chị. Mà bây giờ là em đi về theo ý thích mấy chị thì mấy chị lại không đặt nữa. Mấy chị lại đòi qua dây mì. Em bỏ tay chống cơm luôn. Bây giờ dây mì chắc phải đợi đi ạ. Dây mì không có hàng đâu. Hiện tại dây mì là các chị phải đợi cho em là qua Tết là tháng 3, tháng 4. Hiện tại dây mì em hỏi rồi, người ta không có hàng. Người ta không có hàng, không phải không có hàng đâu, mà giá người ta đang chào cao. Với lại là người ta không có về cho mình cái số lượng, người ta bắt mình phải số lượng nhiều chứ không có số lượng ít. Số lượng ít thì không có bán cái giá đó được. Nên là hiện tại là em không có về dây mì nữa. Dây mì là muốn gì là phải qua tháng 2, tháng 3, qua năm sau đi mấy chị gái ơi. Hiện tại là không về. Dây chuyền á, em cũng không nhớ luôn. Lên dây chuyền đi em, ok mấy chị ơi. Ai lấy gì chốt lẹ nha. Rồi hết chương trình. Hết chương trình đài truyền hình bắt đầu kết thúc. Bây giờ qua cái mới đi. Ngồi dòng dưa dưa cà giờ. Bây giờ chơi tiếp này. Chơi tiếp qua cái mới đi nha. Lấy lọc bữa nha. Ok thôi chị Ngô Hà Phương. Ok thôi chị ơi. Chị Ngô Hà Phương ok. Chị Ngô Hà Phương lấy táo thì comment giúp em 2 kg táo và kèm theo cho em số điện thoại đi chị Ngô Hà Phương. Bé anh làm lọc cho chị Ngô Hà Phương bữa, thấy chị ghi chữ năng nỉ á mà thấy thương. Đó. Bữa dây chị bị đứt, chị gửi lại đồ em đợi dây mì à Minh Anh, chị gửi lại em đổi đợi dây mì. Nhưng mà dây mì hiện tại là không có về chị ơi. Nên là em có về là em cũng đổi với chị rồi, nhưng mà dây mì hiện tại không có về. Hiện tại là không về dây mì chị ơi, có là em đã đổi rồi, em nói thiệt. Đó, hiện tại là em đã có là em đã đổi rồi. Trời ơi, cái dây bạc sắn này quá trời người đòi luôn mà không có hàng. Hôm bữa là hết sạch rồi đó. Hôm bữa hết sạch rồi mới tìm trong bao bạc ý là lòi ra được mấy dây đây nè. Còn dây mì là không còn một dây luôn, kiếm mọi ngóc ngách luôn cũng không có đâu. Cái dây mì đó là trời ơi, đợt em làm chương trình em tặng khách chứ cái gì em quên mất tiêu rồi. Nên là bây giờ là hết sạch, không còn một dây. Còn là đã tặng, thiệt luôn. Còn là đã tặng rồi, chứ không có giấu với chị làm gì hết á. Rồi qua mẫu. Ok chị Ngô Hà Phương ạ. Em là trời em yêu thương mấy chị lắm rồi đó. Nhưng mà đừng có dụ em nữa, em khổ lắm rồi. Thiệt. Cặp ốc em đem về đây. Táo giá sao Minh Anh dạ. Ok chị Ngọc Nguyễn. Táo giá sao chị Minh Anh? Táo táo Hàn Quốc là 1 kg trong cái hộp vuông á. Em không có biết là mẫu sao để em, tại vì em mới về một thùng là có mấy người ghé shop lấy, khách vãng lai, người ta đi ngang qua người ta thấy rẻ quá. Táo đỏ Hàn Quốc người ta đang bán trên mạng ầm ĩ luôn, 6 mấy 8 mấy cái gì cũng có hết. Nhưng mà là các chị ơi, táo đỏ Hàn Quốc 1 kg mà của Hàn Quốc thì đâu ra 6 mấy 80 mấy ngàn. Hàng loại 2 của Trung Quốc có làm sao nó vậy. Em ăn báo một hộp em lời tới thẳng 20.000 đồng, có sao nó vậy luôn, là em giảm các chị luôn. Táo là 1 kg, táo đỏ Hàn Quốc là 150.000 đồng một ký. 150.000 đồng một ký nha chị yêu, Thiên Thiên nha. Táo đỏ hiện tại là em không biết là còn không mà sắp hết hay sao á. Hiện tại là sắp là không còn đâu. Để ngày mai em thử hỏi người ta xem còn hàng không thì về. Tại vì cái này á là hàng em xăng. Lát các chị đợi em xíu, lát em lên thêm một ít đồ ăn cho mấy chị yêu của em. Táo đỏ là 150.000 đồng là sale rẻ. Đợt trước là về đợt đầu là 220 hay 180 gì đó.
Còn giờ là em sale em bán tặng các chị luôn, lấy lọc là 100 bao nhiêu quên rồi nhỉ? 150.000 đồng một ký táo. Táo đỏ Hàn Quốc này. Không biết các chị nhớ không? Cái đó em đợt có bán rồi á. Tốt cực kỳ. Tốt cực kỳ luôn, các chị đợi bé ăn xíu, táo đỏ Hàn Quốc đâu? Đợi em chút mấy chị gái ơi. Chết rồi. Em xệt mạng cho các chị coi, cái táo đỏ Hàn Quốc đó nó nằm trong cái hộp vuông. Ok, các chị yêu của em ạ. Đây này. Đây này, em bao giá toàn quốc luôn nha. Người ta đang bán 239.000 đồng đây này, sale rẻ lắm luôn. Đây này, trong cái hộp này này mấy chị. Nó có hàng hai loại, hàng loại 1, hàng loại 2 nha. Nó nằm trong cái hộp này này mấy chị. Đây, hàng chuẩn của nó là tiền trăm trở lên, không có giá mấy chục nghìn đâu. Ai mà mua mấy chục nghìn là hàng gạt lừa đấy mấy chị. Em lấy hàng vô là người ta bán một lần, ta lấy vô 100 mấy, người ta bán lên 200 mấy là đúng rồi. Em bán tặng các chị, bán chơi chơi, lấy lọc lấy lá. Đây, táo đỏ sấy khô Hàn Quốc này, một hộp là 1 kg. Một hộp là 1 kg như này là người ta đang bán này 500, sale còn 239 này. Em bán một hộp 1 kg như này là 150. Ai lấy táo thì comment táo, ghi cho em là táo đỏ Hàn Quốc 150.000 đồng 1 kg. Một hộp như này là 1 kg. Hiện tại là đáng ra là có mẫu để lên like, nhưng mà hiện tại là khách ghé shop lấy hết trơn. Với lại là em chưa kịp lên like là có khách nhắn tin qua Facebook. Vừa hên sao hôm đó, chị nào quên rồi ta? Chị nào hỏi hôm đó là em về lại táo luôn á. Là em xong là em xếp hàng cho khách luôn á. Không còn một hộp mẫu nào chào xong ở trên ở đây hết. Nên ai lấy thì comment giúp em. Đây, cái này có hàng loại 1, loại 2 nha. Các chị mua các chị phải suy nghĩ thông thái kỹ giúp em nha. Bây giờ em nói thì cái gì nó cũng hoa màu hết. Hoa màu hết thiệt á. Chỉ có người mua hàng người ta nhầm thôi, người bán không nhầm đâu. Thực sự. Đây là em bán hàng chuẩn. Em chỉ bán hàng táo chuẩn thôi. Minh Anh ơi, táo chuẩn Hàn Quốc nhé em. Em bán hàng chuẩn, hàng không chuẩn. Chị Ngô Hà Phương nhận hàng trả lại đây. Em ăn cho. Mạng yếu quá cứ rớt hoài. Chị Luyến Nguyễn Thị trời ơi, hèn chi mấy chị ao ra suốt ngày không ai nhận được thông báo. Nay Minh Anh có like phong thủy không? Có, cái gì cũng lên. Bây giờ đây, bây giờ lên tiếp dây chuyền này. Ai lấy táo đỏ cảm ơn nha. 150.000 đồng 1 kg. Bán tặng các chị luôn. Nói thẳng có sao nói vậy. Hồi nãy ai hỏi mặt ốc. Có gì coi lại like giúp bé ăn. Rồi bây giờ bé ăn lên gì ta? Bây giờ lên gì ta? Lên dây chuyền. Lên dây chuyền ha. Ai thích gì lên dây chuyền, lên phong thủy nha. Xả lỗ nha. Trước khi lên dây chuyền phong thủy thì đợi bé ăn xíu. Trước khi lên dây chuyền phong thủy đợi bé ăn lên này một cái. Bé ăn lên này một cái, bé ăn quảng cáo các chị yêu của em này một cái. Rồi bé ăn lên tiếp cái đó liền. Để mày nãy giờ là hồi chiều mà ai chưa coi được like thì các chị có thể đặt trực tiếp tại livestream ngày hôm nay cho em. Gì đây? Quỳnh Giao. À, hộp mực ong của chị Quỳnh Giao hả? Trời ơi anh ơi, mai em sắm mấy cây bút viết lòng nha. Sao nó ghi nhạt nhắt vậy? Chữ không thấy chữ đâu. Nay có đơn phong thủy có được tặng vòng dây đỏ như lúc trưa không Minh Anh? Chị Trần Ngân, để Minh Anh suy nghĩ ạ. Để Minh Anh suy nghĩ ạ. Chứ Minh Anh làm hôm nay làm lễ trăng rằm quá, gọi là quá đỉnh rồi. Hôm nay là trung thu. A à, bây giờ trước khi lên quên trước khi lên thêm cái này cho khách. Anh đưa cho em mấy cái lốc nước, lốc sữa, trái cây. Em bao giá toàn quốc luôn. Bao giá toàn quốc cho mấy chị yêu của em luôn. Hồi trưa em có like. Mà hồi trưa chị nào mà không coi được thì vào livestream ngày hôm nay bé ăn bán tặng các chị luôn này. Đưa đây. Đưa Win cầm một cái lốc thảy lên tay. Đây này các chị yêu của em ạ. Đây. Bé ăn cho các chị xem. Một lon này là sữa trái cây Hàn Quốc. Lotte Mart đang bán 45.000 đồng một lon. Sữa cực kỳ thơm luôn. Cái này của Hàn Quốc chính ngạch luôn nha các chị yêu của em nha. Và tất cả trên từng lon là nó sẽ có thông tin hết ở trên đây. Đây các chị yêu của em ạ. Một lốc như này, một lốc sữa trái cây như này. Sữa này là sữa trái cây có 3 vị. Vị đào, vị lê và vị cho em là vị táo. Uống siêu ngon. 45.000 một lon đang bán tại siêu thị Lotte Mart. Mấy chị cứ đi vào đó kiểm chứng. Hàng này đáp tới 2021 cho em tha hồ uống. Ai lấy comment tại livestream hôm nay bé ăn bán tặng các chị bao nhiêu ạ? 10 lon sữa 120.000 đồng chơi tới luôn. 10 lon sữa. Sữa này là sữa tươi trái cây. Em phải nói cái sữa tươi trái cây này cực kỳ ngon luôn, ngon tuyệt vời nha mấy chị của em nhá. Ai đang coi live thì các chị có thể đặt trực tiếp tại livestream giúp em một lon như này. Để trong tủ lạnh uống cho em cực kỳ thơm, cực kỳ ngon luôn. Không thơm không ngon bé ăn trả lại tiền.
Em bảo đảm các chị mua cái sữa này về hồi trưa em có like rồi, khách đặt nhiều lắm. Nhưng mà mấy chị nào mà mới coi like ngày hôm nay lúc tối này này, chưa ai coi like được thì em lên lại cho các chị để các chị có thể đặt. Ba vị ba mùi, trời ơi khách. Có người đặt một thùng, một thùng là 24 lon. Đây, tất cả từ Hàn Quốc nhập khẩu về cho tất cả các chị view luôn. Vì sao em mới có được giá rẻ này? Hàng cả người ta tuồng. Giống như cái bánh ý 100 mấy chục nghìn, em like hồi trưa sale của nó 50.000 đồng một gói thôi, cực kỳ rẻ, rẻ giá siêu hời luôn. Đây một lóc như này 24 lon, một lóc này của Hàn Quốc uống siêu ngon. Ai lấy cờ mơ giúp em 10 lon sữa trái cây bán tặng các chị 120.000 đồng 10 lon, chơi tới bến giá sốc luôn, ngon lắm. Cái chai này là vị táo này. Đợi xíu em xong cái này là em lên liền cho các chị phong thủy, yên tâm. Hôm nay là rằm mà nên là sẽ lên tới. Hiện tại em like thêm nửa tiếng nữa, 30 phút nữa phong thủy nha các chị của em nha. Cái von này cho em là vị táo này, siêu ngon luôn nè, sữa trái cây này, vị này là vị táo. Vị này cho bé ăn là vị đào, uống ngon lắm mấy chị ơi. Đáng ra là một lốc của Hàn Quốc đem về là nó sẽ có là bán theo từng vị, từng vị. Nhưng mà em lấy cái lốc đủ mùi để em pha vào cho mấy chị, để các chị có thể đủ có sữa các chị uống. Cái này nha, bảo đảm luôn, uống không hề mập, nó không có đường, 100% độ ngọt và cái hậu vị sữa rất là thơm. Cái này bảo đảm các chị mà mua về là con các chị rất là thích luôn. Đắt 2021 tha hồ uống cho em. 10 lon như này là 120k. Ai lấy sữa cầu mân lon sữa, sữa trái cây cực kỳ thơm luôn, uống lạ lắm mấy chị, uống cực kỳ lạ luôn. Em về sáng hôm qua hay chiều hôm qua mà em uống 5 lon rồi đó. Sáng hôm qua chiều hôm qua em uống 5 lon rồi đó. Em nói chứ các chị mà gặp em là chỉ có béo phì luôn, chỉ có lên ký thôi mà nó giỡn, sữa này nó không có đường, uống thoải mái. Ai lấy cờ mân nha. Ok chị Hào Phạm luôn nè, 20 lon sữa chốt đơn ạ. Rồi qua mẫu luôn, ai lấy cờ mân giúp em. Loan Nguyễn 10 lon sữa trái cây dồn đơn, chốt Loan Nguyễn luôn. Lên cho em bây giờ lên tiếp cho em là em like để ai đặt cái gì thì có thể đặt nha. Chè dưỡng nhang luôn nè, hồi chưa có like nè. Em lên like lẻ lẻ để em qua phong thủy cho mấy chị gái của em, để chị nào chưa đặt được thì các chị dồn đơn tại livestream các chị đặt luôn, đỡ phí ship các chị. Chè dưỡng nhang, một bịch to như này nha các chị nha. Bịch này là chè dưỡng nhang bịch siêu to. Một bịch như này cho em, một bịch to như này là 500g cho em chè dưỡng nhang. Đợt trước là ai đang coi like là biết, chè dưỡng nhang đợt trước là 220.000 một gói. Bé anh mới về hàng còn ít, chị yêu nào lấy comment cho em chè dưỡng nhang. Đủ vị hết. Ngâm tuyết yến, nấm tuyết, nhựa đào nè, rồi hạt sen khô nè, kỷ tử, táo cắt lát, rất là thơm và nhãn nhục cho em luôn. Một bịch như này mua về pha nấu chè, nấu được 3 đến 5 lít chè, rất là ngon. Một bịch to như này ai lấy tại livestream bé anh bán tặng. Bé anh bán tặng cho tất cả các chị là bao nhiêu ạ? Đợt trước 220. Đợt này ai lấy chè dưỡng nhang 170.000, chơi tới bến luôn. Trời ơi giá sốc, 170.000 đồng cho em một chè dưỡng nhang. Quỳnh Giao một lốc nghe bé anh, một lốc sữa là 24 lon, còn còn 10 lon là 120. Chị Quỳnh Giao muốn mua một lốc hay là 10 lon đây? 10 lon sữa là 120.000, còn một lốc to như vậy là 24 lon lận ở Quỳnh Giao. Quỳnh Giao ghi kỹ giúp em là bao nhiêu lon nha. Chè dưỡng nhang đợt này sale rẻ luôn, đợt trước 220, đợt này bán tặng các chị 170.000 cho em chè dưỡng nhang một bịch như này. Đó, ai lấy chè dưỡng nhang thì comment chè dưỡng nhang siêu ngon luôn. Rồi lên chè bánh ý đi anh, lên chè bánh ý luôn. Sẵn lên livestream mình lên bánh ý luôn cho khách coi cái bịch bánh ý, cái bịch bánh ý để trong thùng. Quỳnh Giao comment lại giúp em nha. 10 lon là 120, còn một lốc là 24 lon lận á. Đó chị Quỳnh Giao yêu. Đây bánh ý siêu ngon. Bánh này là bánh hạt dẻ. Bánh này là bánh hạt dẻ và có sô-cô-la bên trong cực kỳ thơm. Một bịch này là ở Lotte Mart, không phải Lotte, ở siêu thị. Nhưng mà Cóc Mart thì không có bán đâu, hầu như mấy siêu thị xuất nhập khẩu thì người ta có bán. Một bịch bánh ý này rất là ngon, mã chất có đầy đủ luôn. Một bịch như này là 100 mấy chục ngàn một gói. Ai đặt tại livestream, tại vì hàng cận đát nha, cuối tháng là hết đát, nên mấy anh sale rẻ các chị là 50.000 đồng một gói bịch bánh ý. Ai lấy bánh hạt dẻ thì các chị chốt tại live. Còn chị nào mà lấy combo 3 gói bánh thì sale còn là 130.000 trên like. Ai lấy thì comment giúp em 130.000 3 gói bánh. Còn ai lấy một gói thì sale còn 50 luôn. Bánh này siêu ngon, hồi trưa có like rồi đó mấy chị. Ngon lắm, ngon lắm. Em ăn nè, đây. Nó giòn giòn, nó giòn giòn mà nó thơm thơm. Trời ơi em nói thiệt là vô địch luôn đó mấy chị. Trời ơi, thơm lắm. 24 lon em, Quỳnh Giao ok chị Quỳnh Giao. Nhưng mà nếu mà ship đi tỉnh là phải hỗ trợ với bé anh thêm một ít ship, tại vì cái này em lời ít lắm.
đồ ăn em câu khách em lời ít lắm. Mấy cái đồ ăn này là em về em bán rẻ, hàng công mà. Tất cả là hàng những cái này là hàng ở công ty hết. Người ta bán, người ta đẩy trong siêu thị mà cái này nó tuồn ra được có một lô là được cho em mấy vài thùng thôi. Nên mới có giá này bán cho các chị á. Nếu mà thường thường tỉnh á, thì một lóc như này chắc phải hơn này hơn 2 kg, 2-3 kg. Nhiều lắm. Nên là có gì là hỗ trợ giúp em ít ship nha. Chị nào ở tỉnh thì hỗ trợ giúp em ít ship. Đó, em ăn ship tận nhà luôn. Đó, cái này là em một lóc là siêu nhiều luôn đó. Ai lấy thì comment giúp em rồi bé anh lên tiếp nè. Chè dưỡng nhan là 170. Rồi đợi xíu lên dây chuyền tới nơi mấy chị ơi. Đợi em chút, đang ráng lên like cho các chị là nhanh hết mức có thể luôn. Để ai mà đặt thì đặt luôn chung đơn lần. Bánh ý cho em một gói như này là 100 à, mà 100 hơn sale còn 50.000. Chị nào lấy cơm mùa bánh ý là sale còn 130.000 ba gói. Đó, hồi trưa like rồi đó. Bánh này là bánh hạt dẻ, có sô cô la, trời thơm lắm. Ngon cực kỳ luôn. Ngon lắm luôn á mấy chị ơi. Đây, nó giống như là cookie vậy đó mà nó siêu thơm. Và ăn cái này, trời em nói thiệt luôn á. Vừa đụng vô thôi là thấy trời ơi chịu không nổi luôn mấy chị, ngon lắm, cực kỳ ngon. Bánh này bé anh sale còn 50. Ngon lắm luôn á. Bên trong nó là cái này nè. Cái này nè. Ăn siêu thơm. Em bảo đảm cái chị ăn là ghiền. Nó thơm mùi hạt dẻ với mùi sô cô la. Mùa này về con trai các chị bảo đảm ghiền, trang gái ai cũng ghiền hết á. Vị sô cô la mà có vị hạt dẻ, nó thơm thơm, nó bùi bùi, ăn rất là ngon. Một bịch như này là 50.000 nha. Đó, ai lấy comment giúp em bánh ý 50. Còn ai lấy combo 3 bịch là 130. Chốt trực tiếp tại livestream, tại vì hồi trưa em chốt cái này cũng khá là nhiều nên là hiện tại là cũng sắp cháy. Ai đặt thì tranh thủ comment giúp em. Rồi bây giờ em lên mẫu tiếp. Đang lái gì ta? Rồi bé anh lên mẫu tiếp nè. Ok chị. Ok Phúc Phạm, 24 lon sữa chua. Ê lộn em, sữa trái cây mà em cứ đọc nhầm sữa chua. Rồi lên tiếp tục cho em nè. Ai đang coi like chấm bài giúp bé anh. Bây giờ bé anh sẽ lên. À, nãy ai hỏi gì ta, dây chuyền hay phong thủy, comment lại giúp em. Anh có cái dây đá mặt trăng này cho em đi. Dây chuyền hay phong thủy, comment lại giúp em. Để em lên mẫu nha. Còn chị nào mà hỏi mặt dây chuyền áo anh Vũ có thể coi lại cái like trước hoặc là coi đầu like. Em anh có lên mấy mẫu á, mấy chị có thể coi lại like trước. Mặt gì mấy chị hỏi dây chuyền hay là mấy chị hỏi gì ta? Phong thủy các chị cho em xin cái bình luận nha. Đó, còn nhiêu đây là hết luôn, hết sạch luôn rồi đó chị. Không về hàng lại nữa nè. Dây mì, hiện tại dây này không phải dây mì, dây này là bạc xoắn. Loại dây này rất là bền và đặc biệt nha. Cái loại này rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cái ánh của nó rất là sáng. Ánh nó rất là sáng luôn, cực kỳ gọi là sáng ơi là sáng luôn á. Ok Trần Ngân, 24 lon nha Minh Anh. Ok chị đẹp. Ai lấy tranh thủ giúp em. Hiện tại là hồi nãy là hồi chiều giờ là có mấy người ghé shop lấy lon rồi đó. Hiện tại là sáng mai là về thêm công nữa là được 5 hay 6 thùng để em chốt cho khách. Chị nào lấy thì tranh thủ. Một 24 lon sữa trái cây của Hàn Quốc ở siêu thị đang bán 45.000. Chị nào đặt nhà em một lóc 10 lon là 120.000, suy ra một lon có 12.000 à. 24 lon cái chị cứ nhân lên đi, tại vì em bán rẻ lắm. Em bán rẻ như là ở ngoài trong siêu thị vậy đó. Không rẻ hơn siêu thị, gọi là tiệm tạp hóa vậy đó. Tiệm tạp hóa lời có 1-2 ngàn một sản phẩm mà. Thì các chị cứ coi like các chị biết. Nên là các chị nào mua 100 lon thì em cũng bán 12 ngàn lon thôi. Em bán rẻ lắm rồi. Rồi bây giờ lên tiếp à. Ok chị Thảo Nguyễn luôn à. 24 x 2, 24 x 2 là 48 lon đúng không chị đẹp. 24 x 2. Ok Thảo Nguyễn luôn, 48 lon vậy là 2 lóc nha. Rồi lên cho em tiếp tục cho bé anh cái này luôn mấy chị gái. Dây chuyền cho bé anh. Hiện tại dây chuyền bạc sáng, hello chị Phan mới vô nè. Dây chuyền bạc sáng hiện tại bé anh đang cầm trên tay là 246, được 7 sợi. 7 sợi dây chuyền bạc sáng hôm nay bé anh sẽ chốt trực tiếp tại livestream. Đợt trước dây này là sale 350 là rẻ nhất. Dây này là giá 780, chị nào đặt tại live hôm nay bé anh bán tặng các chị 300.000 đồng một sợi dây luôn. Dây chuyền nha mấy chị nha. Đặt tại livestream giúp em. Dây chuyền bạc sáng. Dây này đẹp lắm. Dây này cái ánh của nó rất là nhiều, các chị đeo lên rất là sáng luôn. Hiện tại là em đang coi, em đang live stream nè, em đang live stream trực tiếp nè. Có ai thích live vòng không? Ai thích live vòng hay ai thích live gì cứ comment nha, để lên nha. Tại vì cái này là em lên theo yêu cầu. Tại vì nói thiệt là bây giờ cái nhà em là em cũng biết bán gì hết. Ai hỏi gì thì mới nhớ mới bán cái đó nha mấy chị. Rồi lên cho các chị coi mẫu. Đây là dây chuyền em đang cầm trên tay, dây chuyền bạc Ý, tất cả là bạc Ý hết, đeo rất là đẹp.
Hàng nhà em thì bao của chị là không pha, không pha bạc. Hàng nhà em là em không pha, tất cả 100% là bạc ý nguyên chất. Bạc này em bé, em gọi là bạc em bé là tại sao? Bạc em bé đeo được, không hề ngứa. Da em bé sẽ nhạy cảm hơn người lớn, khi mà đeo bạc pha là sẽ bị ngứa liền. Riêng cái này em bé đeo được luôn, gọi là bạc em bé nha các chị nha. Khẳng định các chị là nguyên chất hết. Em anh bán tặng các chị là 300.000 đồng một sợi. Ai lấy comment tại livestream giúp em, em cho các chị coi mẫu. Đây, đẹp lắm mấy chị ơi, 300.000 đồng một sợi nha các chị nha. Đó, ai lấy thì comment tại livestream, bé anh bán tặng cho tất cả các chị tại livestream luôn. Không đẹp không xin bé anh trả lại tiền cho mấy chị luôn. Ai lấy yêu cầu cái gì thì các chị có thể comment trực tiếp tại livestream. Vòng thạch anh tóc đỏ Minh Anh, ok chị Ngọc Nhi. Ngọc Nhi ghé shop bé chưa? Ngọc Nhi ơi, Ngọc Xuyên ghé shop em chưa? Hàng của chị là hôm bữa nhớ đặt phong thủy là vòng với nhẫn á. Chị ghé shop em lấy hàng chị Ngọc Nhi ơi. Đây các chị, đây, đây em đang cầm trên tay. Dây rất là đẹp luôn và rất là sáng. Một dây như này, bé anh đang bán là bao nhiêu ạ? Dây chuyền máy tất Minh Anh, chị Trần Ngân. Em là hả? Chết rồi. Không biết đo sao máy tất hết á. Anh biết đeo không? Đeo thử vô cho em coi, để ướm chừng á. Em là em đeo thử cho mấy chị coi thôi, chứ em là em cũng biết máy tất đâu. Em là em dở mấy vụ này lắm. Đó, đeo thử vô cho khách coi cái đồ dài của nó tới đâu. Để các chị lấy. Nhưng mà cái dây này không có mỏng, bao đeo luôn, bao đeo cho mấy chị gái nhà em luôn, không hề mỏng. Mấy chị đeo thoải mái cho em. Chị Ngân Ngân ơi, chị Ngân Trần Ngân nghe nói là đang bán đất bán nhà phải không? Bán được căn nào chưa? À, giao cho chế rồi em ơi. Ok Ngọc Nhi, bán được căn ưng không? Ưng không chị? Ưng không chị Ngọc Nhi? Bán được căn nào chưa? À, chị Ngọc, chị Trần Ngân giới thiệu giúp bé anh đi. Bé anh đang bán căn ở bên Vinhome kìa. Đang bán căn Vinhome ở quận 9 nè. Đó. Chị có ai quen biết không, giới thiệu giúp bé anh đi. Bé anh bán hai chia mình chia. Đó mấy chị. Đây, đẹp chưa? Dễ thương chưa? Đó, cỡ tựa tựa cái dây em đang đeo rất là xinh. Nó kiểu các chị ơi, cái kiểu này nè, không dài. Dài quá thì nó hơi già. Mà nó ngắn quá thì nó lại hơi bị tịt tịt lên ở trên cổ, rất là khó chịu. Đây, các chị đeo lưng lửng như này cho em, rất là dễ thương. Dây này là vừa luôn. Em là không biết nói nhiêu tất, nó nhiêu ni hết á, thì mấy chị có thể canh giúp em nha. Dây này là sale 300, ai lấy dây chuyền sale comment giúp em. Hiện tại em chốt trực tiếp tại trại like còn có mấy dây thôi, 7 dây đó. Ai lấy chốt lẻ giúp bé anh luôn. Ok chị Yên Phùng ạ, một dây chuyền sale 300k chị ơi, không có 350. Đợt này em không sale 350 nữa. Đợt này bé anh bán cái chị là 300.000 đồng luôn. Hôm nay em sale nốt. Nói chung hôm nay vui một bữa nên sale rẻ luôn, sale rẻ giá rẻ bất ngờ. Nên ai mà lấy thì các chị có thể lấy, chị xem dây. Em đang đeo nè, cái cỡ nè khoảng 5 tấc. Ok Hiệp Phan 5 tấc. Hôm bữa mà ai hỏi cái dây chuyền bạc giống như em đeo đó, hôm bữa em về rồi nè. Em về theo ý các chị luôn mà bán hai đợt rồi đó. Giờ còn có 7 sợi à, là hết luôn. Đây cho chị xem dây, đây. Đây chị Ngọc Nguyễn nha. Đó mấy chị ơi, mấy chị thấy không ạ? À? Đẹp lắm. Sáng vô cùng luôn á mấy chị, đeo rất là đẹp. Đây đây mấy chị thấy không? Đó, em đem lại cần luôn. Và đặc biệt nữa, cái dây này nó không hề mỏng. Các chị đeo bao cho em luôn, không hề bị đứt, không hề mỏng luôn, mang rất là bền. Nên ai lấy thì các chị có thể đặt trực tiếp tại livestream nha. Ok chị Hạnh Thảo, một dây chuyền sale 300 luôn, chốt Hạnh Thảo nè. Đó. Hạnh Thảo khách mới đúng không? Vui lòng cho bé anh số điện thoại chị Hạnh Thảo ơi. Đó, ai lấy thì comment giúp em. Em lên mẫu cho mấy chị coi. Có mấy chị hỏi là có nhiều chị hỏi nhiều cái lắm. Mà nhiều khi không có thời gian lên hết thôi. À, chị làm ở dưới này không mà Minh Anh làm theo kiểu mua nguyên nền to rồi chia nền ra bán theo kiểu nền nhà thôi à. À chị Trần Ngân hả? Em thì em đang bán căn hộ. Nên ai mà đang có nhu cầu mua căn hộ ở quận 9 á, cái Vinhome Grand Park á, các chị giới thiệu giúp bé anh nha. Này nói thiệt. Đó, các chị giới thiệu giúp em kiếm căn đẹp với giá rẻ cho mấy chị luôn. Mà giá siêu hồi nữa, nói thiệt luôn. Đó, ai thích gì cứ liên hệ giúp bé anh. Em có thời gian thôi chứ bây giờ là em ba đầu sáu cẳng luôn á. Em vừa làm này, em làm vừa làm kia nữa. Người ta hỏi em sao cày dữ à. Còn trẻ không cày, mai mốt già rồi sức đâu hưởng thụ đúng không mấy chị? Mốt già rồi không phải có sức mà không có tiền sao dám hưởng thụ được mấy chị. Giờ còn khỏe nên là ráng cày mấy chị ơi, còn trẻ nên ráng cày. Em sẽ lên mấy mẫu nữa cho mấy chị coi nha. Có ai thích gì không?
Ai thích phong thủy không? Thích vòng không? Vòng vàng không? À quên chết rồi. Chị Ngọc Nhi lại quên chị Ngọc Nhi. À chị Ngọc Nhi hỏi vòng Thạch Anh tóc đỏ, em cứ quên hoài. Để bây giờ em lên Thạch Anh tóc đỏ luôn. Lên mẫu Thạch Anh tóc đỏ nha. À, mới làm mấy chiếc Thạch Anh tóc đỏ xong cũng khá là đẹp, rất là ok nè. Mới làm xong mấy sợi đẹp lắm. Đây tóc đỏ, trời ơi tóc đỏ mà đính với hổ phách nữa thì thôi. Ai mà chịu cho nổi. Tóc đỏ mà thả chiếc hổ phách nữa, trời ơi chiếc này mắc à, không hề rẻ luôn. Có những chiếc đẹp lắm mà không hề rẻ nha mấy chị, rất là xinh. Trời ơi. Chiếc này là em thấy nó nằm đây hoài luôn á, tại vì nhiều người hỏi lắm. Nhiều người hỏi lắm mà giá nhiều khi không có sale rẻ nên mấy chị không lấy. Chị Trang Trịnh, giá căn hộ đó bao nhiêu em? Căn hộ là dao động tùy phòng, tùy mét vuông. Có từ căn một, có từ căn một người, một người rồi dành cho hai người, ba người, bốn người luôn. Giá dao động tầm căn rẻ nhất là tầm 1 tỷ hơn. 1 tỷ 1 tỷ tư, giá là rẻ nhất là 1 tỷ tư á. Còn nếu mà mấy chị có thể muốn mua mà dành cho bốn người hoặc là dành cho hai người, vợ chồng son cái gì cũng có, dao động tầm 2 tỷ mấy à. 2 tỷ mấy đổ xuống. Mà được còn chiết khấu với lại nó còn giảm nữa. Có nhiều chương trình hay lắm. Nói chung là bây giờ là tại vì em đang bán ở trên đây em ít khi nói. Nếu mà chị Trang Trịnh á, mà có nhu cầu á, chị Trang Trịnh giới thiệu giúp em. Hoặc là nếu mà chị Trang có mua á, chị Trang mua ủng hộ em nha. Tại vì em đang đi làm công ty nên là em cũng đang cần có tương tác đó. Mấy chị có quen ai mà buôn bán căn hộ Vinhome, mấy chị giới thiệu giúp bé anh. Bé anh đang bán cái khăn Ogam Organi á, cái căn mà mới đang mở bán luôn á. Tháng này nè bắt đầu mở bán rồi đó. 2021 tầm tháng mấy là giao nhà ta, hình như là tháng 2 2021 là giao nhà. Đó, cái đây là đang xây, đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn, bảo đảm. Ai mà thích đi coi căn hộ bé anh dẫn đi luôn. Ý là đi coi những cái căn hộ xung quanh á, tại vì nó có phân khu nhiều khu lắm, nhiều khu, nhiều tầng khác nhau và có gần là cạnh hồ bơi hay không, hoặc là cạnh view nào hay không là có hết luôn đó. Nên mấy chị mà thích căn nào thì bé anh chiều luôn. Mà tại vì một căn một khu á là nó sẽ có nhiều phòng giống như F1, F2, F3 vậy đó, thì chị nào quen biết em anh giới thiệu phòng đẹp mà giá lại siêu hời cho mấy chị luôn đó. Nên mấy chị nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ bé anh đó. Bây giờ là không bán phong thủy nữa, qua bán nhà luôn đó. Ai có nhu cầu thì báo em nha. Ai mà có người quen hoặc có nhu cầu, hoặc chị nào mà đang muốn mua nhà cho con trai cho con gái là đi cưới vợ là cứ liên hệ bé anh ngay tức khắc mấy chị ơi. Bán nhà giá rẻ luôn, còn bán nợ thì nợ ngân hàng chứ không nợ em được. Rồi bây giờ em lên tiếp. Rồi cái tóc đỏ này dễ thương quá, tóc đỏ này cũng dễ thương nữa, nhẹ nhẹ xinh xinh, có hai kiểu nè đó. Ngọc Nhi ứng nào, Ngọc Nhi comment đi. Giờ là em lên mấy mẫu cho mấy chị coi thôi. Kiểu này cũng khá là lạ nè. Đây, hạt tóc đỏ mà hạt trong luôn nha, rất là xinh. Hạt bản VIP đẹp lắm mấy chị ơi, cực kỳ xinh luôn, có nhiều kiểu lắm. Đây đây, cho lên coi một vài hai chiếc vòng để mấy chị yêu của em xem. Đó, xinh chưa? Trời ơi, các chị nhìn nè, tóc của nó nè. Trời ơi, các chị nhìn tóc của nó nè. Trời ơi, em phải nói là đỉnh ơi là đỉnh luôn. Nó trong veo và nó trung vun vút luôn nè. Các chị nhìn giúp em, tóc đỏ nè, xinh lắm luôn á, cực kỳ xinh. Tóc này dành cho chị nào là mệnh mộc và hỏa, chị yêu nào mệnh mộc và hỏa, các chị có thể đeo cho em cái tóc đỏ này, rất là đẹp, cực kỳ xinh luôn. Mộc và hỏa thì có thể đeo cái vòng này, hoặc là các chị có thể phối nếu mà mình có điều kiện hơn xíu. Dây còn mẫu khác không Minh Anh, chị Tuyết Quân? Mẫu thì em anh ok chị Trang Trịnh, chị chỉ cho người quen em anh. Ok chị Trang, vậy chị Trang cho em số điện thoại nha. Chị Trang cho em anh số điện thoại chị Trang, hoặc là chị Trang có xài Zalo không? Chị Trang đẹp có xài Zalo không? Nếu mà có xài thì em add Zalo chị, có gì em trao đổi ở trên đó cho nó dễ. Tại vì hầu như là em bán căn hộ thì em sẽ không có làm việc qua Facebook, em sẽ làm việc bên Zalo thì nó sẽ kín hơn. Đó, nếu mà chị Trang có thì chị Trang cho em cái số Zalo, tối nay em ạt em nói chuyện luôn, mình vô vấn đề luôn. Đó, có gì giới thiệu giúp em, nếu có duyên thì em bán được đất. Đó, em dẫn chị Trang đi uống cà phê, không thôi thì em cho chị Giang vòng, em bán tặng. Đó, có làm sao nói vậy cho chị em mình vui ha. Rồi, Mai Anh Đinh, chị 24 lon sữa nha, bé anh ok Mai Anh Đinh luôn. Trời ơi, sữa Hàn Quốc mà mấy chị thấy rẻ quá, mấy chị chốt ào ào luôn. Có em à, vậy cho em xin cái Zalo chị Trang đi.
Có gì mà hai chị em mình nói chuyện qua Zalo, có gì giới thiệu giúp em cũng được luôn. Cảm ơn chị Trang nhiều lắm luôn. Đó, đây em là lên bà tám với mấy chị á, ai có ai ai thích gì cái chị cứ cho em xin cái cảm nhận nha. Ok, chị Mai Anh Đinh 24 lon sữa luôn. Chị Mai Anh Đinh là thành phố hay tỉnh nè. Đó, có gì hỗ trợ giúp bé anh chút tiền ship, tại vì ship đó nặng lắm. Một thùng to đùng luôn mà. Thùng to đùng luôn. Đó, chị gửi số điện thoại qua tin nhắn ơi, qua Facebook đi. Thì em sẽ add Zalo chị. À, chị Ngô Hà Phương đợi em lên mặt ốc hả? Rồi, ok. Vậy tối nay nó nhớ add Zalo bé anh nha. Đợi bé anh lên mặt ốc. Trời, em đang đi dạo vòng đồng hồ. Tại em đâu biết là có nhiều chị đợi đâu. Ok, lên mặt ốc luôn. Lên mặt ốc chưa em, Minh Anh? Giờ lên luôn. Thạch Anh tóc đỏ mệnh hỏa hay thổ? Thạch Anh tóc đỏ là mệnh hỏa và thổ đeo được luôn. Vì hỏa sinh thổ sẽ đem lại tài lộc cho người đeo. Thạch Anh tóc đỏ là đúng mệnh của người mệnh hỏa nha chị. Còn chị nào chiếc vòng mã bao nhiêu vậy? Chị Nguyễn Linh, cái này là vòng này là mã 2, chiếc này là mã 2 nè. Ủa sao vừa có tóc đỏ, trời ơi, cái chiếc này đẹp quá. Chiếc này ai mà mệnh thổ thì các chị đem có thể này. Chị Thiên ship tỉnh ra sữa phí ship bao nhiêu chị? Thay bây giờ em hỗ trợ nha. Thành phố thì bình thường là 20, nhưng mà em sẽ cân lên, tại vì tùy khu vực. Có những chị ở xa thì bên giao hàng tiết kiệm nó sẽ tính cái giá khác, tại vì mỗi địa chỉ là giá của nó khác nhau. Ship tỉnh thì em không biết nhiêu, nếu mà chị mua số lượng nhiều, chị mua số lượng là chị Thiên Thiên, chị mua số lượng là 10 lon hay 24 lon, chị comment giúp em đi để em kêu bạn lên máy em kiểm tra phí ship luôn, rồi em báo chị tại trực tiếp tại live luôn. Nếu mà được thì em sẽ hỗ trợ cho chị một xíu, tại vì khách của em mà, em sẽ ưu ái cho các chị ha. Chiếc vòng này đúng không? Chị Linh hỏi chiếc vòng này đúng không? Chị lấy số lượng thì cứ comment giúp em nha chị Thiên Thiên. Rồi chị Nguyễn Linh, chị hỏi chiếc vòng này đúng không? Chiếc này là em cũng biết mã nhiêu, tại nãy giờ em đang like rất là nhiều mã. Thôi cho em là mã 1 đi. Chiếc này không biết thì cứ cho mã 1 đi, vừa chứa hổ phách vừa chứa thạch anh tóc đỏ, rất là tốt và rất là đẹp luôn. Đó, coi mẫu giúp em, chiếc này thì mới là. Chiếc này rất là xinh, cực kỳ đẹp và cực kỳ xinh luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Chiếc này vừa chứa hổ phách, vừa chứa thạch anh tóc đỏ, và chiếc này rất là VIP. Cực kỳ đẹp và hạt rất là trong. Cho các chị yêu của em coi mẫu nha. Đó, đó, chiếc này là mã 1 đi. Đó, bây giờ không biết mã thì cứ ghi mã 1 cho em, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Nay trợ ship đi Minh Anh ơi, chị ơi, sữa là em không có lời nhiều hết, nói thiệt luôn. Sữa là em đã lời rẻ rồi, em bán đồ ăn tương tác kém lắm, em bán rẻ lắm rồi, nên là sữa em đi ship tỉnh không, đã không lời rồi mà còn trợ ship nữa, tiền đâu mà em chịu cho được mấy chị. Em đã tặng quà nhiều lắm rồi mấy chị ơi. Đây đây đây, trời ơi đẹp chưa. Thiên Thiên lấy 10 lon hay 24 lon thì cứ comment cho bé anh nha. Đây à, trời ơi chiếc này đẹp lắm luôn mấy chị ơi, đẹp số dách luôn. Vừa chứa tinh thể thạch anh tóc nè, vừa chứa cho em hổ phách nè. Trời ơi, em nói chiếc này là bá cháy luôn, rất là đẹp, cực kỳ tốt. Chiếc này là dành cho những chị nào mệnh hỏa, mệnh thổ nè. Thổ sinh kim đeo ok luôn, đeo rất là tốt. Chiếc này mệnh này cho em đeo rất là tốt. Hổ phách thì mệnh gì đeo cũng được, mà chiếc này nếu mà tốt là hỏa và thổ. Thổ sinh kim ok luôn, đeo cực kỳ tốt luôn nha mấy chị. Tiền tài, may mắn và sức khỏe. Thổ sinh kim đem lại tài lộc, còn cái này là hỏa sinh thổ, tương sinh với nhau hết, không hề tương khắc. Nên chị yêu nào mà thích cái vòng nào, mệnh nào và cần được tư vấn thì cứ comment trực tiếp tại livestream, bé anh sẽ tư vấn cho các chị luôn. Nói thì luôn, tư vấn thì hơi tốn sức chứ không có tốn tiền, nên là ai mà cần tư vấn cái gì thứ cứ comment, bé anh sẽ tư vấn các chị luôn. Tư vấn đâu có tốn sức thôi chứ đâu có tốn tiền mấy chị. Chừng nào mấy chị mua mấy chị mới tốt, nhưng mà mua tốn kém, nhưng mà các chị mua được một cái vòng, cái chị đeo lâu đời luôn, rất là tốt luôn ạ. Minh Anh ra xe Huỳnh Gia gửi về chỉ có 30k à. Chị Huỳnh Gia ơi, em cũng muốn dạy lắm, nhưng mà em đi đơn là em đi đơn theo khu luôn á. Là em giải quyết là em là đăng ký với bên giao hàng luôn, nên là em làm vậy cho nó lẹ để em kiểm soát đơn cho khách hàng. Chứ còn em mà gửi gắt nhắc người này ở chỗ này, người kia ở chỗ kia thì lại khó kiểm soát. Nên là mấy chị thông cảm. Nói chung là bé anh giúp đỡ được cái chị phần nào, hỗ trợ được ít ship, bé anh sẽ ráng nha mấy chị nha. Đó, chị nào mà lấy
Đi tỉnh chị nào mà lấy 10 lon mà không gửi bưu điện thì bé anh vẫn hỗ trợ ship 40. Còn chị nào mà lấy mà số lượng nhiều quá thì em anh sẽ thòm, thì các chị phải hỗ trợ một chút giúp em. Tại vì sữa này là sale rẻ lắm rồi. Suy ra các chị mua ở bên ngoài một lon lẻ là 45.000 lận mà 10 lon là 450 rồi. Mà bây giờ các chị mua một thùng luôn như này là không có bán bao nhiêu tiền hết. Mà để dành uống rất là ngon nữa, cực kỳ ngon luôn. Mà em bảo đảm các chị mua cái này về là bé nha, các chị khoái lắm, cực kỳ ngon. Sữa này là sữa trái cây, nó vừa đẹp da, vừa tốt cho da mà vừa có chứa canxi nữa. Chứa canxi nha, sữa này chứa canxi luôn. Vừa đẹp da, vừa chắc xương mà đặc biệt nữa, cái sữa này là đi hệ tiêu hóa rất là tốt. Bé nào mà không chịu ăn rau củ á, nước này là sữa trái cây Hàn Quốc. Nó vừa có vị đào, vừa có lê và vừa có táo luôn. Em mix đủ mùi cho mấy chị hết. Đó, rất là tiện. Đó, nên ai thích gì các chị có thể comment. Bán siêu lỗ vốn rồi đó, mà còn hành hạ nữa là chắc chết luôn. Rồi mấy chị gái nha, ai thích vòng nào cứ comment. Đó, vòng này mã 1 nè. Đó, ai thích vòng nào thì cứ comment giúp em. Vòng này siêu đẹp, vừa tốt, vừa có đồng tiền đồng tâm, mà vừa có cho em là trăm bướm, và vừa có cho em là hồ ly. Và có cho em là thứ nhất hồ ly giữ chồng, trăm bướm là thứ nhất là đem lại cái sự nhan sắc, tu trùng nhan sắc cho người đeo. Cái này rất là đẹp, rất phù hợp cho chị nào, dành cho chị nào mệnh hỏa, mệnh thổ, mệnh kim đeo cũng ok luôn. Đây các chị, rất là tốt. Có những cái viên hổ phách hạt rất là dài, và ambe tầm cho em là phải 10 chấm trở lên. Ambe mà 10 chấm thì hổ phách đó đáng đồng tiền hơn những loại 8 chấm đổ xuống rất là nhiều. Loại tốt luôn nha các chị nha. Đó, hạt VIP rất là trong. Đó, ai thích mã nào thì cứ comment mã này, em đang cầm là mã 1. Chị Ngô Hà Phương hỏi là lên mặt ốc chưa? Mặt ốc thì nhiều mặt ốc lắm. Muốn mua mặt nào? Có mặt giống em đang đeo, có ai thích mặt giống em đang đeo không? Mặt em đang đeo hình như còn một mặt luôn hay sao á. Em nhớ nữa mấy chị ơi, ai thích mặt ốc em đang đeo không? Em nhớ là còn một mặt. Trời ơi, mặt này đẹp vậy. Rồi, còn sót đúng một mặt ốc em đang đeo luôn. Mặt này siêu đẹp, lạ lắm luôn. Chiều nào may mắn mua được tại livestream hôm nay bán tặng nè. Một mặt ốc như này giá 3 triệu đồng. Ai coi like là biết, sale rẻ nhất là 2 triệu rưỡi. Hôm nay chị yêu nào, hồi nãy em nói là mặt ốc em sale rẻ nhất là 2 triệu, nhưng mà hồi nãy ai nói là em ơi sale rẻ hơn nữa đi để chị có lọc. Hôm nay chị nào lấy mặt ốc bé anh sale với chị mặt này 1.900.000 tặng luôn cả dây chuyền chơi lớn nha. Mã này cho em là mặt ốc mã số 3, mặt ốc mã số 3, hổ phách đeo đẹp lắm Minh Anh, trúng nước là sáng lắm luôn. Cảm ơn chị Trần Ngân rất là nhiều. Đó, mấy chị nhà em là ai cũng có một cái vòng hổ phách rồi. Hầu như em để ý khách nhà em là đều có một cái chiếc vòng hổ phách tậu cho mình luôn. Hổ phách đeo càng đẹp, càng đẹp càng sáng và càng trong. Cái này em đang cầm trên tay, trời ơi, cái này mặt này lạ lắm nha. Mặt này hôm nay bé anh sale 1.900.000 đồng chơi tới bến luôn. Ai chưa có ốc anh Vũ thỉnh ngay mặt này cho em. Ôi các chị ơi, mặt này là mặt giống em đang đeo, nhưng mà cái ánh của nó, trời, em phải nói là đẹp cực kỳ. Mỗi cái ánh và mỗi cái mặt ở trên thân hình ốc đẹp lắm luôn, cực kỳ đẹp. Và đặc biệt các chị thấy nó phát giác không? Và bên trong nó có cái hình cho em là cái gì ta? Cái hoa mai nè, các chị thấy không? Cái hình ngôi sao may mắn nè. Đó, tiền tài lắm luôn. 1.900.000 đồng cho một mặt ốc anh Vũ. Mặt ốc này em đang lên đơn với trên like. 1.900.000 đồng là mã số 3. Ai lấy mặt ốc mã 3 thì comment giúp em và kèm theo cho em số điện thoại trực tiếp tại livestream. Nhớ giúp em, ai lấy mặt ốc số 3 em tặng cho một dây chuyền chơi lớn luôn. Giá sóc và giá lóc tại livestream hôm nay là rầm nữa. Mà đã mua được đồ phong thủy rồi, mua được ốc rồi mà còn giá rẻ, mà còn được tặng quà nữa thì thôi, sao mà còn may mắn hơn, niềm vui lại được càng nhân đôi. Đó nha các chị yêu của em nha. Ai lấy thì comment giúp em, bán tặng cho mấy chị tại livestream luôn. Bao nhiêu ạ? 1.900.000 đồng. Đây, trời ơi, siêu đẹp luôn, siêu đẹp và siêu xinh luôn mấy chị gái ơi. Đẹp lắm. Mặt này là mã 3, mặt này là ốc mã 3. Giá là rẻ lắm rồi á, chất ngất lắm rồi á. Mặt này là em nói thiệt, mặt này đẹp lắm, xinh lắm luôn. Mặt này hiện tại là hết hàng nha. Hiện tại là không có về. Hiện tại cái mặt này là mặt hôm bữa, em like. Ít khi em like cái mặt này lắm, tại vì mỗi mặt nó sẽ có một cái gọi là cái ánh sắc khác nhau. Cái mặt này ít khi like lắm, cái mặt này ít khi like lắm, hầu như là mấy khách hỏi cái mặt dài dài, cái mặt mà sale còn 2 triệu rưỡi là cháy hàng, không còn hàng luôn á anh, không còn hàng luôn á mấy chị. Đó, còn mặt này còn một mặt duy nhất bé anh tặng, ai lấy comment, bé anh bán tặng các chị là 1.900.000. Mua một mặt ốc tặng cho một dây chuyền chơi lớn, giá sốc tại livestream ngày hôm nay nha. Ai lấy cứ comment giúp em. Em cho các chị coi mẫu rồi đó, ai thích thì các chị cứ comment, tại vì nhiều mẫu lắm. Nhiều mẫu cực kỳ luôn. Đó, nên chị nào mà còn nghiên cứu về mặt ốc thì cứ gửi qua tin nhắn, chụp gửi mẫu cho.
chứ còn nhiều mẫu lắm. Em mà like là chắc hả, like đến tối luôn á. Bây giờ điện thoại em là sắp sập nguồn rồi đó. Có ai muốn sale gì không? Comment đi, em xin các chị thêm 10 phút nữa thôi là em xuống. Trời ơi, 10 giờ 38 phút rồi. À, mua mặt ốc tặng ốc bỏ túi à em? Đâu có đâu chị Đức Nhẫn, Đức Nhẫn. Mua mặt ốc tặng cho một cái dây chuyền thôi, chứ không có tặng ốc bỏ túi đâu ạ. Ốc bỏ túi là em sale là còn 350.000 đồng là rẻ nhất rồi. Còn mua mặt ốc là sale 1 triệu 9 là không có giá đó đâu. Chị Đức Nhẫn, Đức Nhẫn ơi. Nên nếu chị lấy thì chị vui lòng là kèm comment giúp em. Ai lấy thì comment giúp em là ốc, mặt ốc dây chuyền 1 triệu 9 mã 3. Tặng kèm cho một dây chuyền thôi. Vì ốc anh Vũ là mặt dây chuyền ốc anh Vũ là đã sale rẻ lắm rồi. Đây là cái mặt như em đang like. Mặt này em đang like đẹp lắm luôn, cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc. Và mỗi cái vân của nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Ai thích thì cứ comment nha. Rồi bé anh lên dạo dạo cho mấy chị một vòng luôn. Cái này là Super 7 này. Trời ơi, cũng đẹp lắm luôn á. Super 7, tinh thể của 5 dòng thập anh tóc. Ai thích chiếc nào cứ comment giúp em. Có những cái dòng trời ơi, em nói thiệt lạ lắm luôn mấy chị ơi. Mấy mẫu lận rất là đẹp. Đây, nhiều kiểu lắm. Có nhiều khi có cái hổ phách này nè, nhỏ nhỏ xinh xinh, bé bé tinh tinh nè các chị. Đó, đây, nhiều khi có cái hổ phách lạ lạ nè. Nhân viên em dạo này thiết kế cũng có nhiều cái dòng lạ lắm. Hoặc các chị có thể đeo như cái này, đeo đơn giản như này, hai bên như này, hai hạt thôi, sinh lão rất là tốt luôn đó. Em có nhiều mẫu lắm mấy chị ơi. Em like like vậy đó, chứ cái chị kêu dừng ở đâu là em dừng tới đó nha, chứ giờ là em không biết dừng tới đâu theo ý mấy chị hết. Em like thêm 10 phút nữa cho em, anh xin off. Ngày mai là em phải đi làm rồi, sáng mai em phải lên bất động sản em làm tới nơi rồi, mai em lên công ty rồi, nên là hầu như là một tuần em lên công ty 3 lần, nên là hầu như ngày 24/6 em sẽ khá là bận, và qua tháng sau là em sẽ lên công ty full luôn. Nên là dạo gần đây em sẽ bận và ít khi like với mấy chị. Nên là mỗi khi mà em không like thì nhân viên em lên thì mấy chị nhớ nha. Nhớ giúp em, cho em một cái tương tác cho nhân viên, cho nhân viên em đỡ tuổi thân. Tại vì bạn nói trời ơi chị Minh Anh ơi, chị live stream, chị live stream thì khách comment vô mà em like không ai thèm comment hết. Nên là bạn tuổi thân. Nên là ai mà các chị ơi, giả sử mà không có giả sử không có bé anh like á, thì các chị nhớ, các chị lên, các chị tương tác với nhân viên em cái, cho nhân viên em vui vui cái, cho bạn có động lực bạn lên nha. Tại vì cũng mới live stream thôi nên là cũng không có rành lắm. Em là em cũng tự mò tự lên ngồi nói nhảm vậy đó. Em là có học diễn xuất gì đâu. Em cũng có sao em nói vậy, nói chung chia sẻ cuộc sống và đời thật của em, có sao em nói vậy. Chứ hầu như nhiều người ta lên live stream người ta ít khi nói lắm, ít khi kể về gia đình lắm. Thiệt sự luôn nha mấy chị. Minh Anh vợ chị Hiệu Phan ơi, mỗi lần chị Phan khen là trời ơi, đập mặt em muốn đỏ luôn, đỏ cái lỗ mũi dễ sợ luôn. Nguyễn Linh cho chị xem chiếc 7, Super 7 đây. Đây là chiếc Super 7 có một con voi. Đây, chiếc này thì bé tẹo tí ti ti. Chiếc này là chắc em bé đeo quá chứ không phải người lớn. Làm theo mẫu, đây nè. Trời ơi, các chị ơi, cái con voi này nè, cái con voi bằng bạc này nè, giá bình thường một con là giá của nó là gần 400 đó. Đúng là bạc luôn á, bạc nguyên chất luôn á. Cha mắc lắm, cha mà đúng bạc mắc lắm. Hầu như mấy chị dễ bị lừa lắm. Thấy cha người ta bán rẻ hơn, mà cha rẻ hơn là có hàng pha nha. Đúng bạc nguyên chất, con voi siêu nặng luôn. Đây, em cho các chị coi mẫu nè, đẹp lắm. Super 7, tinh thể của 5 dòng thạch anh tóc, kim thủy mộc hỏa thổ, các chị đều có thể đeo được cho em chiếc này. Tốt lắm luôn, siêu tốt, siêu đẹp luôn á mấy chị gái ơi. Đẹp lắm, nhìn là mê, nhìn là chỉ có mê thôi. Vòng này nhỏ cho em bé quá. À, bé anh nói như vậy thôi, chứ vòng này á, nếu mà chị nào thích thì bé anh có thể làm thêm hạt cho nó to ra, để dành cho những chị nào mà tay to có thể mua được. Tại vì chắc là nhân viên em không biết phân nhân viên em. Tại vì cái những cái súp đá Super 7 này nè là em không có cho nhân viên làm đâu. Tại vì một viên đá là rơi vào một viên nha, một viên một vòng nha. Tại vì các chị coi vòng là biết, một cái vòng giá nó tương đương từ 7 triệu đến 15 triệu có. Super 7 là tinh thể của 5 dòng thạch anh, và mệnh nào cũng có thể đeo chiếc này. Ít khi nào em cho nhân viên làm lắm, nay nó tự động lấy đã làm đó. Nên là em tính là cũng la làng rồi đó, làm đi làm cái dòng mỏ nhỏ xíu nữa rồi bán ai mua. Nên là nếu mà chị nào thích thì em anh có thể là em sâu thành cái vòng to để em bán cho tất cả các chị luôn.
Cái vòng này là không bao giờ có giá dưới, nếu mà sau chanh luôn không bao giờ giá có dưới giá dưới 5 triệu đồng cho em một cái vòng này. Bây giờ em anh chuẩn bị ngắt like, nhưng ai muốn bán cái dòng này với giá cực kỳ giảm sốc, comment tại livestream ghi chữ sale Super 7, hôm nay em anh bán tặng các chị một bữa, nhớ giúp em nha. Làm thêm chiếc nữa thôi là cho đi ngủ, tắt like, ngày mai em đi sớm rồi, 7 giờ em phải đi lên công ty rồi mấy chị. Đó, Mèn ơi sao nay mê coi Minh Anh quên cho nhỏ ngủ luôn chàng ơi. Trần Ngân, thôi cho bé ngủ đi, không ơi chồng la, ông ơi chồng la, con khóc eo e luôn á mấy chị. Đây đây, em nói thiệt là chuẩn bị ngắt like, nãy nói like tới 10:30 thôi mà nói hồi tới 10:43 rồi nè. Em anh làm một hai chiếc, một chiếc nữa thôi nha, rồi xin đi ngủ. Ai thích chiếc này không có thể comment. Một chiếc này bình thường là không bao giờ có giá dưới 5 triệu, là full vòng, là những cái vòng mà hạt dài. Cái này là em làm mẫu, nếu mà mấy chị thích thì có thể là thêm hạt để cho nó to, để cho tay các chị vừa nha các chị nha. Còn nhân viên em không biết thì chắc là làm cái vòng bé tí tẹo để làm mẫu cho mấy chị coi thôi. Nhưng mà có cái kiểu, có cái móc khóa ngay đây nhìn cũng rất là lạ luôn. Cái kiểu này thì lần đầu tiên cũng thấy làm luôn á. Cái móc này khá là lạ, cái móc này có vân hoa rất là đẹp. Đây các chị, đây cái vòng như này, có ai thích kiểu như này không các chị có thể comment, em anh sẽ bán và em sẽ sell trực tiếp tại livestream luôn đó. Ai thích thì các chị có thể comment tại livestream giúp em nha. Vòng như này đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Đây đó, ai thích sell thì comment, bé anh cho các chị 1 phút đồng hồ nữa. Ai muốn sell gì cứ comment giúp em, không thôi cho em đi xin xuống ngắt like, ngày mai lại lên. Hôm nào hôm nay không phải rằm thì ngày mai em anh cũng sẽ làm giá giảm sốc cho những chị nào hôm nay không mua được. Để em làm chương trình rồi, em thấy chị trang trịnh rồi, trang trịnh hết đi pin điện thoại rồi, qua lấy Facebook bình lê. Chồng chỉ coi ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, lọc bình luận lúc nào cũng thấy hai Facebook hết là em biết chị Trang. Hết điện thoại là vô chấm mấy chấm cái là đổi điện thoại để em biết là tín hiệu rồi đó. Chị Trang là hả, ở xa, thêm hạt nha Minh Anh, ok sẽ thêm hạt. Chị Sang là ở xa, chị Trang Trịnh Lây là ở dưới quê ở Bình Chánh. Lần đầu tiên chị Trang Trịnh biết tới em là coi ở trên Facebook. Trang lần đầu tiên Trang Trịnh ghé shop em mua 10+ triệu, đỉnh chưa? Mà lần đầu tiên nha, lúc đầu là chị đặt trên like là một cái nhẫn thôi, mà không hiểu sao chị ghé shop em chị thấy có duyên, có tình, có cảm. Chị qua chị quất 10+ triệu luôn, cái xong rồi chị khô máu luôn, chị nói em ơi em cũng biết lấy tiền của chị quá. Em nói em đâu có lấy đâu, em còn sale rẻ hơn nữa. Mà mấy hôm nay em là bị một cái hứng, em lên live mà em nói chuyện liên thiên gì đó, mà em gặp mấy chị mà em vui vui một cái là em xả, không biết trời đất may đất luôn. Ngày mai suy nghĩ lại mới thấy là hoàn hồn. Thường thường là em sale rẻ vậy đó, cái ngày mai ngủ dậy bắt đầu nhân viên chốt like, em nói ủa cái vòng này mà hôm qua mà sale 1,5 triệu. Em nói với nhân viên vậy đó, em lên coi like em thấy em nói chuyện tỉnh bơ luôn. Em là cái dứt tới tối là em hơi điên điên, em là khùng khùng em mới sale cái giá này, chứ bình thường có giá này đâu. Bởi vậy mấy khách nói trời ơi sao ghé shop mà giá ngất ngưỡng, mà lên like thì giá chèm bẹp luôn. Mấy khách hỏi em ơi em có bán mắc cho chị không, em nói không. Cái này là em sale là mấy khách dụ em mới có giá này, chứ bình thường là cứ ghé shop hoặc là sale rẻ là không có như vậy đâu. Mấy chị cứ nói sale nữa đi em, sale nữa đi em, sale nữa đi em. Cái sáng mai cái tỉnh dậy là thấy thôi, hiểu rồi đó, hiểu rồi đó. Bán mà thấy vậy là chuẩn bị đi ngủ sớm rồi đó mấy chị. Nguyễn Linh sale đi Minh Anh. sale đi Minh Anh, thêm hạt nha Minh Anh. Rồi cái này sẽ thêm hạt, cái này thì không bao giờ có giá dưới 5 triệu rồi nè. Cái này không có giá dưới 5 triệu rồi nè, bây giờ em không biết sao. Cái dòng này các chị coi like, anh đưa cho em cái Super 7 VIP. Cái này là bản VIP luôn, tóc trời ơi. Các chị nhìn nè, như một cái thiên thạch gì đó, đẹp lắm luôn, xuất sắc lắm luôn. Anh đưa cho em cái Super 7 VIP, xong cái chiếc này cho em đi ngủ nha. Xong cái chiếc này cho em đi về, em đóng cửa, em còn về nhà nữa. Ngủ nghỉ, mai lên công ty rồi mấy chị. Ai muốn mua nhà, mua đất gì liên hệ bé anh. Không bán phong thủy nữa, giờ qua bán nhà luôn. À, Super 7 cho coi lại nè, cho chị yêu của em coi lại nè, có không? Đây rồi, sao còn ít gì? Đây nè các chị, sale 30% rồi đó, 6.837. Super 7 là cân theo gam để bán luôn mà, sale 30% rồi đó là 6.837 nè. Mấy chị nhìn cho em tinh thể Super 7 nè, loại 280g nè, đẹp chưa? Em nói thiệt Super 7 là trời ơi, em nói là đẹp lắm luôn, VIP lắm luôn đây các chị. Đây em nói thiệt luôn là em bán tặng luôn, siêu lỗ vốn luôn. Chiếc cuối like, một chiếc cuối like ưu đãi với giá cực kỳ sốc. Chiếc này không bao giờ sell giá dưới 5 triệu đâu. Hôm nay ai muốn bán chiếc này bao nhiêu tiền comment giá.
Nhớ giúp em nha, comment giá mà comment cũng phải yêu thương em xíu. Chiếc này không bao giờ dưới 3 triệu, mà cũng không bao giờ dưới cho em 5 triệu, không bao giờ dưới 4 triệu luôn, hàng năm đổ lên. Hôm nay muốn sale bao nhiêu comment tại livestream giúp em. Mà nhớ nha, cho em một cái giá đẹp đẹp mặt xíu, chứ còn sale mà rẻ quá trời ơi, cho em xin lỗi không bán được luôn. Hiệp Phan nó đẹp quá, chiếc này đẹp lắm. Con người mình là sẽ có tóc đỏ. Đúng rồi, em mua trên live rẻ hơn đến shop em ơi. Tại vì sao? Trời ơi, bị sản. Ngồi nói nhảm. Ngồi sale rẻ đến hôm sau trời ơi, bật ngửa luôn mấy chị. Em là bị một cái bệnh vậy đó. Mẹ em còn nói trời ơi, sao mà sale gì mà sale dữ vậy. Sale rẻ quá người ta tưởng mình bán hàng rẻ, hàng chất lượng mà bán rẻ quá người ta tưởng mình bán hàng dở. Mẹ em còn nói câu đó nữa, ba em nói mai mốt đừng có bán vậy. Không thôi là người ta thấy rẻ người ta cứ nghĩ mình bán hàng dở, nhưng mà thật sự bán hàng chất lượng mà mình sale quá rẻ không có đường luôn. Mà cứ lên cứ dứt tối mà mấy chị, mà tại vì em thấy mấy chị có hay ủng hộ em thấy mấy chị nhiệt tình, mấy chị dễ thương. Em là em bị cái tính là em thiệt, em nói chuyện là em là hay nói chuyện người ta, người nào mà nói chuyện với em không hiểu tưởng em nói chuyện vô duyên lắm, nhưng mà em nói chuyện rất là thẳng, có sao em nghĩ vậy em nói vậy à, chứ em không có khắt khe, em không có ngại với ai hết, nói thiệt luôn em rất là dễ tính nha mấy chị. Đây đẹp lắm, chiếc này đẹp lắm mà giá không hề đẹp. Bây giờ comment cho con giá đi, comment cho con số một cái rồi đi ngủ luôn. Ai muốn mua bao nhiêu tiền comment tại livestream. Minh Anh cảm ơn chị Hiệp Phan. Hello Minh Anh, nay live trễ về bé chờ Nguyễn Tê Ly. Chị Nguyễn Tê Ly đi out ra rồi out vô vẫn thấy em vẫn còn ngồi live nói nhảm đúng không? Điện thoại em còn có 10% nữa thôi. Ai muốn mua vòng này với giá bao nhiêu tiền comment tại livestream. Hôm nay chơi lớn. Vòng này khẳng định không có giá dưới 5 triệu, làm ơn đừng cho em một cái giá quá rẻ nha, em không có bán được. Ai đang coi like chấm bài giúp em sẽ sâu thêm, em sẽ lấy cái hạt của cái vòng này em sâu vô cho các chị thành một cái vòng tay để các chị mang vừa luôn. Ok chưa? Hàng phong thủy Minh Anh chất lượng mà, cảm ơn chị Tê Ly rất là nhiều. Mấy khách nhà em ai cũng mua phong thủy nhà em rồi, và mấy chị nói là hên lắm. Lộc lắm, lá lắm, lộc lá ơi là lộc lá. Đó, chị Linh muốn mua bao nhiêu chị Linh comment đi. Chị U nào muốn mua? Em thấy chị Lan Trần cũng mới hỏi luôn nè. Chị Lan Trần nói vòng đẹp quá, em ơi giá bao nhiêu. Bây giờ ai muốn mua bao nhiêu comment một cái, em chốt một cái, em bán tặng cái chuyện cái, cho em đi ngủ một cái, để em xuống like luôn. Thấy mấy chị cũng nhiệt tình, các chị luôn ủng hộ em yên tâm. Cảm ơn chị Tê Ly rất là nhiều, trời dễ thương quá. Các chị luôn ủng hộ em, cảm ơn mấy chị. Đó, dù sau này mà em ít lên like, nhân viên em lên, các chị nhớ tương tác với nhân viên em cái. Bạn tuổi thân lắm, bạn xém khóc luôn. Bạn nói livestream mà không thấy ai comment hết, buồn quá. Minh Anh cho giá luôn nè, ok Hiệp Phan. Hiệp Phan phải biết tính em à, bà Hiệp Phan đúng biết tính em luôn. Nó hỏi giá nhiều cái lời lát cũng chơi chốt giá khác à. À, nên là mấy chị bởi vậy rút kinh nghiệm này không nói giá nữa đúng không? Nói giá rẻ quá, nói giá rẻ quá rồi không bán. Thôi, ok, bán tặng nha. Bán tặng chiếc lấy lọc. Em bán muốn bán được bao nhiêu thì được. Ok rồi, cái vòng trơn như này coi like là biết sale rẻ nhất là cũng giảm 30% rồi. Chiếc em đang cầm là 6.837, hàng loại VIP. Và cái này là em có sâu từng cái chăm hoa và em có sâu cái chăm bạc con voi cho mấy chị luôn. Hôm nay chị yêu nào lấy ban bán tặng sale 30% là chiếc này phải là 7 triệu mấy, gần 8. Hôm nay ai lấy chiếc này bé anh bán tặng đó chị, 4 triệu đồng luôn, chơi tới. Ai lấy comment giúp bé anh 4 triệu một chiếc, bé anh sâu hạt vô để các chị đeo vừa tay luôn. Bình thường một cái vòng như này, các chị coi lại là biết sale 30% là 6.837, là cái chiếc này gần 8 triệu đồng, 7 triệu hơn, gần 8 triệu. Hôm nay bé anh sale sốc, giảm sốc cho các chị luôn và gắn bạc cho các chị luôn, bán tặng 4 triệu đồng. Ai lấy thì comment nhanh tay tại livestream. Hôm nay bé anh bán cú chót cho bé anh xuống live đi ngủ luôn. Hôm nay là sale rẻ lắm luôn. Ai đang coi live chấm bài giúp em, hôm nay các chị muốn mua với giá bao nhiêu tiền? Các chị cứ comment đi, các chị comment đi, em thấy giá sao được được là em cho các chị giảm sốc, giảm tặng luôn, bán tặng cho các chị luôn. 4 triệu đồng, ai lấy thì comment lại livestream giúp em. Trời ơi, giá quá sốc luôn mấy chị. Trời ơi, đây 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 mấy chị nhìn giúp em, hạt lại to nha. Hạt ni này là em bán cho các chị là ni 7 nha, không có bán ly nhỏ nha. Em là không có bán tùm lum tùm la nha, đó, tất cả là ni 7 luôn. Đẹp, rất là đẹp, rất là sang. Đây các chị nhìn hạt đi, rất là trong luôn. Em sẽ sâu hạt qua cái vòng cho nó thành hạt to. Bây giờ bé anh là bán giá các chị là 4 triệu. Chị nào muốn mua với cái giá khác comment giá nhanh tay tại livestream. Hôm nay bé anh bán tặng các chị một bữa tại livestream nha. Ok chưa? Sắp đi ngủ rồi.
cho các chị yêu của em 7 phút nữa, cho xin xuống live là đúng 11 giờ luôn, là cho em đi xuống live đi, hôm nay trễ quá rồi. Ai đang còn coi live chấm bài giúp em, chị nào muốn mua thì comment giá cho Minh Anh bán nè chị Tê Ly. Chị Tê Ly đúng là bà Tê Ly là hay có một cái tật rất là dễ thương. Ơi sao vậy, hay comment giùm em, hay nói, đúng là hay nói những trải nghiệm lòng em. Ai muốn mua bao nhiêu tiền comment đi, hôm nay đang vui nè, ai muốn mua comment đi, hôm nay bán tặng cho một bữa luôn. Còn ống hai comment là cho xin đi ngủ, cho xin ngắt like đi ngủ nha mấy chế. Dòng này là em bán với giá siêu sập sình và siêu gọi là siêu rẻ luôn. Bình thường một chiếc, một cái này mà làm nên một cái nhẫn là phải 1,1-1,2 triệu một cái. Đúng rồi, chị bán phụ em đó, cảm ơn chị Tê Ly rất là nhiều. Này có người qua bán phụ em nữa, ai muốn mà không, mà em nói vậy thôi chứ mấy khách nhà em em nói vậy thôi chứ em thấy mấy khách nhà em á, mấy khách chị chia sẻ thẳng thắn luôn, có mấy chị mua vòng nhà em xong rồi về bán lại thiệt sự, tại vì rẻ quá. Em bán có một chiếc là có mấy chiếc là ở tiệm vàng bán 5-6 triệu luôn, mà mấy chị mua nhà em có 3-4 triệu à, cái rồi mấy chị bán cho người thân hay sao em không biết, bán chiếc lòng lên triệu mấy 2 triệu bạc luôn á thiệt sự. Hôm bữa khách qua khách nói chuyện tính bơ à. Cho giá đi các chị, cho giá đi các chị để Minh Anh đi ngủ nè, thấy em like thương quá. Cảm ơn chị Tê Ly, tại vì mạng dạo này ngắt tương tác, mạng yếu quá nên là thôi cũng phải ráng cày. Mạng yếu nhưng mà cũng có người coi là được rồi, chứ lên like mà 1-2 người coi là thôi em xin ngắt like luôn. Chị Hiệp Phan mua ủng hộ bé Ai Minh Anh đi chị Nguyễn Tê Ly à. Lát chị Hiệp Phan lại nhắn tin, chị Tê Ly ơi mua ủng hộ bé Minh Anh đi, hai chị đẩy qua đẩy lại em. Rồi ai muốn mua bao nhiêu comment nha, cho xin lẹ luôn 1 phút nữa, không ai comment thì cho đi ngủ, không ai comment giá, không ai muốn mua thì cho đi ngủ. Giống như lâu lâu mình đấu giá nhau chiếc vòng bán tặng đi đó, ai thích thì comment, đẹp lắm, Super 7. Ai mà chị nào đang coi live mà không biết cái dòng đá này thì lên mạng tìm hiểu, dòng này em đã tư vấn kỹ rồi, dòng này là 5 dòng thạch anh ta, tóc đỏ tóc vàng, cho giá rẻ hơn. Cho giá rẻ thì Minh Anh lại khó bán, chị Nguyễn Linh. Chị Nguyễn Linh đang phân vân, rất muốn ủng hộ Minh Anh mà cho giá rẻ hơn thì Minh Anh lại khó bán. Chị Nguyễn Tê Ly, sau vòng giá đá phát giác với một viên hổ phách là khoảng bao nhiêu tiền Minh Anh, bạn chị hỏi để mua đó. Đá phát giác với một viên hổ phách là khoảng bao nhiêu tiền? Tầm cho em là, nếu mà chị Tê Ly mua thì tầm cho em là 1,2-2 triệu đổ lại thôi. Em bán là rẻ như trên like cho chị luôn đó, nếu mà Tê Ly thích thì em sẽ bán tầm giá đó cho chị Tê Ly. Có mẫu thì gửi mẫu qua để em làm cho giá rẻ hơn thì Minh Anh khó bán. Thôi cứ cho đại cái giá đi, cho đại cái giá đi, nhưng mà nhớ nha, đừng có cho cái giá nào mà dưới 2-3 triệu. Đừng có cho đại cái giá 2-3 triệu nha, không bán được. Thôi cứ cho đại cái giá đi, ai yêu thích thì cứ cho đại cái giá đi, được bán tặng luôn cho mấy anh, được bán tặng luôn cho các chị, cho cái dòng nè, cho cái lọc nè đó. Ai lấy thì comment. Đá phát giác nhỏ á, ok chị. Thì một viên hổ phách thường thường là dao động từ 500 tới 700 là tùy loại nước, tùy loại ambe. Nếu mà hạt thì tầm cho em là 1,2-2 triệu đó. Ai lấy thì comment giúp em. Tại bạn chị thấy chị đeo cái vòng bên em khen đẹp dễ thương, mà bạn chị thích đá nhỏ. Có luôn chị, đá phát giác giống vậy đúng không? Mấy loại đá phát giác giống vậy đúng không? Mà có một cái hộ phách đúng không? Đó, chị nói bạn chị cứ gửi mẫu đi, bé anh sẽ làm. Không ơi, bé anh sẽ gửi mẫu. Chị đó mạnh gì nhắn tin qua tin nhắn cho bé anh làm dòng, bé anh chụp qua cho bé anh báo giá, bán tặng như trên live luôn. Hiệp Phan, Minh Anh cho giá 2,5 triệu đi để chị Linh mua nè. Trời ơi chị Hiệp Phan ơi, nay chị Hiệp Phan còn nói giá cho chị Nguyễn Linh luôn hả? Em khổ, đúng là khổ tâm với mấy chị quá mà. Sao ta, không biết phải đoán sao luôn á. Thôi được rồi các chị, em mấy chị để qua để lại em cũng thấy là rất là vui, tại vì mấy chị rất là dễ thương. Ok, em xin bán tặng. Ai lấy chiếc Super 7 giá chưa bao giờ có tại livestream, bé anh bán tặng.
cho tất cả các chị luôn với giá cực kỳ sốc. 2.500.000 chơi tới. Hả? Cái gì vậy là sao? Bác anh bán tặng luôn cho tất cả các chị. Bạn hỏi cái gì vậy kìa? Hỏi sao bán cái giá sốc này nè. Bác anh bán tặng luôn, ok chưa? Rồi, ai lấy comment nhanh tay, một hai người thôi nha. Một người thôi nha. Cho xin đi xuống ngắt like các chị ơi. Cho xin xuống ngắt like, hì hì, 2.500.000 Minh Anh bán không được đâu. Bác anh bán tặng luôn, chơi lớn luôn. À, duy nhất tại livestream này giúp em. Hưng kêu ngắt like đi ngủ đi, đúng rồi đó, sao mấy chị biết hay vậy? Hưng nói cái gì vậy? Là Hưng, ý của Hưng là phản đối. Ý của Hưng là phản đối là không có cho bán 2.500.000. Tại vì Hưng nói là bán lỗ quá. Đó, Hưng chỉ nói trừ cái gì vậy thôi. Đúng rồi, tại vì em bán lỗ quá mà. Đó, sợ bán rẻ quá mà, đúng rồi, bán rẻ thiệt. Quá sốc luôn đó. Em nói thiệt. Hưng khóc kìa. Thì Phan nói Hưng khóc kìa, Hưng có khóc không? Thôi lâu lâu cho bé anh làm phước một bữa đi. Lâu lâu cho bé anh làm phước một bữa nha Hưng nha. Hưng khóc thiệt rồi. Thôi, à, quá sốc luôn đó Minh Anh. Trời ơi, em lâu lâu là phải làm một cú lừa mà. Em tự lừa bản thân em được mà. Rồi, ai lấy comment? Comment giúp em chữ vòng đá Super 7 2.500.000 chốt trực tiếp tại live chơi lớn luôn. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, em cho hai người đẹp may mắn để mắc công mấy chị nói em ơi, em bán người này mà em không bán chị. Em bán tặng luôn, ai lấy comment giúp em vòng Super 7 với giá 2.500.000. Bán tặng nha. Xin thứ lỗi, vòng này em bán lỗ 2.500.000 cái, nói thẳng luôn. Vòng này em bán lỗ 2.500.000 một cái vòng luôn, nói thẳng luôn. Trực tiếp tại live chỉ một hai người thôi, hai người giúp em. Hai người thôi à, em nói chứ cứ mua một người mà em thấy Nguyễn Linh muốn mua rồi, lỡ còn một người muốn mua nữa rồi mấy chị lại nói là em lại thiên vị người này không bán người kia. Em cho hai người, ai nhanh tay thì comment giúp em được. À, em cho các chị coi lại tại livestream. Nếu mà mấy chị không lấy qua ngày hôm sau đừng năn nỉ em, nói thiệt. Em là có một cái tính rất là khùng, rất là dễ điên. Là sao hôm nào hứng lên là em bán với cái giá điên khùng luôn. Em bán cái giá điên khùng luôn. Và em không bao giờ suy nghĩ luôn. Và đến ngày mai mới suy nghĩ lại. Đó, nên là ai mà thấy em đang điên là cứ chơi lẹ đi nha. Không thôi ngày mai là hết điên là nắm thiệt luôn, không có giá này đâu. Chân tình luôn, coi like là biết. Cái giá này á. Rồi chị Linh đi, bây giờ đắt chắc đang cười ha ha. Chưa bao giờ mà mua được. Chị Linh chưa bao giờ chị Linh mua được đâu, trời ơi. Em không có vui. Em không có vui khi em bán được 2.500.000. Tại vì em bán lỗ vốn mà. Nhưng mà em vui ở đây là sao, lâu lâu em khùng cái mấy khách em dễ, mấy khách em thương là em vui rồi. Ok, để cho chị Linh đi Minh Anh rồi. Ok. Chị cho chị xem lại Minh Anh. Ok. Ok chị đẹp. Đây đây xem lại giúp em. Cái vòng như này. Cái vòng như này nha, chị Nguyễn Tê Ly nha. Đây. Trời ơi chưa bao giờ có giá này luôn. Các chị đi ra ngoài mà chị nào mà sành vòng là mấy chị sẽ biết. Các chị sẽ biết cái vòng này ở ngoài làm gì có giá này. 2.500.000 đồng một chiếc vòng. Trời ơi, khủng chưa? Khủng khiếp chưa mấy chị gái yêu của em ơi? Đó, em sau thêm mấy chiếc nữa cho mấy chị. Một chiếc nữa thôi. Ok, em chốt cho chị Linh rồi. Và bây giờ em còn ưu tiên một chiếc nữa thôi. Đó, ai lấy thì comment không thôi. Cho bé anh xin offline. Đó mấy chị, đẹp lắm mấy chị ơi. Em nói thì phải nói là xuất sắc mấy chị ơi. Đẹp lắm, đẹp lắm. Ôi ôi, đó, trời ơi, mệnh nào cũng hợp hết, Tê Ly ơi. Trời ơi, đó, nghe Tê Ly hỏi là chắc Tê Ly chuẩn bị hốt hụi của em chiến cuối rồi đó. Một chiếc, chị Hiệp Phan nói, Minh Anh nói Hưng đừng khóc nha. Chị Hiệp Phan nói kìa, chị Hiệp Phan đang ủi Hưng kìa. Cảm ơn Minh Anh đã bán giá quá sốc cho chị. Đẹp quá, vòng này, vòng đá 7 2.500.000, đừng để con voi là sao chị Ngọc Nhi. Là chị muốn đổi qua trang khác đúng không? Chị muốn đổi qua trang khác không lấy con voi đúng không? Nhưng mà em chốt trực tiếp, nếu mà chắc lấy thì ghé shop lấy nha. Không thôi em bắt cho người khác. Tại vì em nói thiệt, em chỉ chốt hai đúng hai cái thôi. Ai lấy thì comment giúp em vòng đá 7 2.500.000. Em thấy chị ghi đừng để con voi là chị muốn lấy thành cái trang khác đúng không? Chị muốn lấy cái trang khác thì em đổi qua trang khác cho chị luôn. Thoải mái chưa? Dừng chơi là không sợ mưa rơi, nói là làm. Hợp mạng nào? Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ đều có thể hợp được mệnh. Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ mệnh nào cũng hợp hết. Ok chưa? Thạch anh Super 7 là tổng thể của năm dòng thạch anh tóc. Thạch anh tóc đỏ, thạch anh tóc đỏ, tóc đen, tóc vàng, tóc bạc và tóc xanh. Nên trong tinh thể các chị sẽ thấy được năm dòng thạch anh tóc và hạt của nó siêu trong.
trong vun vút luôn và nhìn hạt của nó, sợi tóc của nó như tóc mây gì đó, đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. À, vậy là chị Ngọc Nhiên, vậy là em ship hàng trực tiếp tới nhà nha. Đó, em ship hàng trực tiếp tới nhà cho chị nha. À, em sẽ đổi gem khác cho chị đó, nếu ok. À, chị Hiệp Phan ơi, chị Hiệp Phan ơi, chị Hiệp Phan này câu kết với chị Linh rồi nha. Không có chi đâu nè, Linh nè. Mấy chị ơi, mấy chị ơi. Rồi, vòng đá Summer 7. Ai lấy đây? Ngọc Nhi có lấy không? Ngọc Nhi lấy thì comment giúp em vòng đá 7 2,5 triệu ghi chữ đổi trang để bé anh biết. Còn ai lấy thì comment 1 phút cuối. Cho em 1 phút nữa đi rồi em xin ngốc like. Em thấy anh khở quá. Đợi em chốt 1 phút nữa thôi. Ai lấy comment trực tiếp cho xin ngắt like luôn. Trời ơi, các chị lố rồi, 11:03 rồi. Cho em xin đi về. Ai lấy comment trực tiếp tại livestream giúp em, nếu Ngọc Nhi lấy thì comment giúp em nhớ nha. Đó, cái này em ship tận nhà giúp chị luôn. Chứ còn đợi mấy ngày mà mới lấy là em khổ lắm mấy chị ơi. Vòng đá Super 7 2,500,000. Chưa bao giờ có giá này, mệnh nào cũng đeo được. Kim thủy mộc hỏa thổ, chơi tới bến cho em. Vừa đem lại sức khỏe, vừa đem lại tài lộc. Và nó thì chưa bao giờ có giá này. Đi 10 cái vòng. Các chị lên mạng mà coi Super 7 ở trong B&G nó bán một cái vòng full như này là bao nhiêu ta? Hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu nha. Rồi, ai lấy comment? Ai lấy comment giúp em? Nguyễn Tê Ly, có lấy thì suy nghĩ lại. Còn hoặc là đổi qua dòng khác. Ok, Ngọc Nhi vòng đá 7 2,5 triệu đổi trăm. Chốt cho Ngọc Nhi ghi tên chưa anh? Ghi tên đi anh. Để đi đi về nữa. Để em còn đi về nữa. Hôm nay là em sổ sàng lắm rồi. Nha mấy chị. Rồi, bye bye mấy chị. Hôm nay là em nói đúng theo tục lệ. Đó, hai người đẹp. Còn bán cho người đẹp thứ ba thôi, cho xin lỗ. Một cái dòng đã lỗ 2,5 triệu rồi. Cái dòng này là hàng năm đổ lên chứ không có giá hàng 2,5 đâu. Hàng 2,5 không có giá này đâu. Rồi lâu lâu dụ đụng cái dòng thôi. Bye bye, xin phép các chị em đi ngủ. Hẹn các chị ngày mai mình like tiếp, mình bà tám với nhau tiếp. Ai lấy gì cứ comment tại livestream nha. Đó, ai lấy thì comment. À, mai chị ghé em nữa mà, hôm trước quên lấy sữa tắm. Ok, tê ly luôn. Bye bye mấy gái yêu của em. Chúc các chị ngủ thiệt là ngon. Bye bye tất cả các chị ạ. Bye bye tất cả các chị yêu của em ạ.